Ôi lời cha dấu yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen cha. Giờ này đây, chúng con tin rằng cha ban Thiên Chúa Giêsu ở giữa chúng con với mọi việc gì chúng con làm cũng làm vì danh Chúa. Con cảm ơn Chúa đã yêu thương chăm sóc đời sống của chúng con qua sự học hỏi. Con cũng tin rằng thần của Ngài đang ở với chúng con, ban thêm sức cho chúng con qua bảy thần: thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần hiểu biết, thần mưu toan, thần mẫn sức, thần kính sợ Ngài ở từng với từng anh chị em chúng con qua người cha thuộc linh của chúng con, để giảng dạy chúng con những bài học quan trọng này để chúng con làm bài qua thần của Ngài, dạy dỗ chúng con để chúng con hiểu bài rõ hơn. Xin Chúa thêm sức cho mỗi anh chị em chúng con. Xin cảm tạ người khen cha, chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Gồm mấy bài đi ra nhá. 20 câu hỏi của trong đó có rất nhiều câu hỏi là đã có trong các bài tập hồi xưa rồi. Nên nói về tư duy chiến lược. Nếu không tư chiến lược đấy thì anh chị em không thể làm được cái bài này. Cái bài này mang tính tương lai. Nên nhìn xa trông rộng. Đòi hỏi mình ấy phải nhìn xa trông rộng và hiểu rộng được. Và vì thế mà câu đầu tiên ấy là định nghĩa thế nào là tư duy chiến lược và bạn áp dụng công cụ này vào đời sống bạn như thế nào. Thì mình hiểu anh chị em đánh dấu đánh, đánh bôi bôi đen cái chữ nào mình biết là thế nào gọi là chiến lược này, thế nào là tư duy này, xong tư duy chiến lược là gì này. Amen. Thì mình trả lời phát cứ đúng hiểu đấy, là mình trả lời được đấy, là của mình đấy. Đến khi mà giáo viên mà sát hạch mình ấy, mình trả lời một cách dễ dàng luôn, mà không những dễ dàng trong đời sống của mình đấy, khi mình hiểu thế thì mình sẽ đáp được luôn, chứ bằng không mình cứ đọc đọc mấy câu định nghĩa này, có chục cái định nghĩa tư duy chiến lược này, rồi chục cái thành phần tư duy chiến lược chẳng hạn đây này, những cái định nghĩa thế, nhưng mà mình học mà mình không có cái của mình đấy thì rất khó để trả lời. Vì thế mình hiểu tư duy là gì, chiến lược là gì. Thì chiến lược mình định nghĩa có rồi nhá, ba phần của chiến lược nhá, tư duy là gì cũng có rồi nhá. Đấy, quá trình ở trong tâm trí là một trong phần của ba phần linh hồn của con người đấy. Đấy là quá trình tâm lý mô hình hóa các quy luật thế giới xung quanh trên cơ sở các quy định tiền đề hay là các quy định về gọi là các lẽ thật đơn giản nhất của Chúa đó. Mình mô hình hóa thôi, mô hình hóa những cái nguyên tắc của thế giới này, những cái gì xung quanh này, trên cơ sở những cái gì dễ hiểu nhất, những cái lẽ thật nào dễ hiểu nhất của Chúa mà mình đã biết. Mình dùng những cái lẽ thật nhỏ nhỏ đơn sơ nhất mà mình biết đó, mình mô hình hóa, tức mình xây dựng trong đó của mình đấy những cái quy tắc ở thế giới này, những cái sự kiện trong thế giới này, thì gọi là quá trình gọi là tư duy. Amen chị em hiểu chưa? Tương tự như quá trình mình xếp cái Lego đấy, nó có những cái mảnh nhỏ nhỏ rồi, đống hỗn độn đấy, từ cái nhỏ nhỏ nhất đấy rồi, thì cái quá trình mình xếp nó lại thành một cái gì đấy, thì đấy là quá trình mô hình hóa đấy, mình xếp cái mô hình đấy. Amen. Anh chị em có nghe rõ không? Thì đây có đủ Dạ. đấy, anh chị em hiểu đấy, đấy là quá trình tư duy đấy. Nhìn đấy mình à, tư duy là mô hình hóa cái gì đấy. Nên khi mình nói là bây giờ bạn nấu cơm đi, thì mình phải hiểu nấu là cái gì, cơm là cái gì, nấu cơm là như thế nào, mình hình dung ra từng bước một, đúng không ạ? Hình dung ra cái bức tranh toàn thể của nó đấy. Thế là mình hiểu khái niệm thế nào nấu cơm. Thì tư duy ấy, là quá trình mô hình hóa. Nên thành ra tư duy chiến lược ấy, thì mình có thêm cái định nghĩa thứ nhất rất quan trọng đấy, là quá trình diễn ra trong tâm trí của linh hồn để mô hình hóa các quy luật thế giới nhằm đạt mục tiêu xác định. Trong đấy nó vừa nói cả tư duy và nói cả về gì ạ, chiến lược, khi đạt mục tiêu mà mô hình hóa các quy luật thế giới, tức là mình đã nói đến gì ạ, nói đến các tài nguyên đấy và phương pháp đạt mục tiêu đấy, thì nó nằm trong định nghĩa của tư duy chiến lược, ở cuộc chiến lược luôn. Thế xong một loạt những cái đó thì những anh chị em viết ra rồi, ở trong lý thuyết ấy, viết ra rồi là gì đấy, hàng chục cái đấy, định nghĩa đấy, thì biết thế. Thế sau đó ở trong đó thì có câu hỏi nữa là thì bạn đã áp dụng công cụ vào đời sống mình thì mới áp dụng bằng cái nào?
chị Chi biết áp dụng một cái nào mà chị Chi không thấy câu hỏi, câu hỏi của chị Chi không biết áp dụng chị ạ, một trả lời không thấy chị áp dụng của chị. Thì định nghĩa là tôi chỉ biết 10 thành phần thôi nhưng chị không nói là tôi áp dụng như thế nào. Chị thấy thiếu câu 1 không? Câu 1 chị đã thiếu đó. Chị có định nghĩa. Xong chị định nghĩa ra cái 10 thành phần của tư duy chiến lược thôi. Nhưng mà không thấy. Và là tôi áp dụng nó như thế nào? Không thấy. Câu 1 của chị bị thiếu nhá. Thiếu áp dụng như nào đấy. Nên chị nhìn hoặc là chị tính theo định nghĩa. Hoặc là chị tính theo 10 thành phần tư duy chiến lược thì chị cái gì chị đang áp dụng thì chị viết vào đấy. Câu thứ hai này là xác định cho bản thân những giá trị của mình, viết xác định cho bản thân không phải giá trị của mình mà xác định cho bản thân những hướng hoạt động của mình nhé. À không, có xin lỗi, xác định cho bản thân giá trị của mình đúng không, và viết ra mỗi mỗi hướng, viết ra 10 giá trị theo mỗi hướng của năm hoạt động của bạn. Tâm mình phải, tại vì trong cái này thì ví dụ như em Thủy, tôi nhắc cho em Thủy đấy, em Thủy viết là gia đình, tự nhiên viết là giá trị tôi hôn nhân gia đình, từ hôn nhân gia đình không, nó không phải là giá trị, hôn nhân gia đình là cái tổng thể, tương tự như mình nói là giá trị con người đấy, thì đấy là tổng thể thôi. Ở đây mình nói cụ thể cái giá trị gì mà, có hiểu không anh chị em? Alo, Dạ vâng. cái đức tính đấy, mình nói là cái đức tính đấy, ở đây nói đúng ra là đức tính luôn đấy, cái giá trị này là mang cái tính cách là đức tính chứ không phải cái giá trị con người, giá trị nước trời, giá trị gia đình, đấy là cái chung chung thôi, nhưng đấy không phải đức tính mà đây phải cần cái giá trị tâm linh mà cụ thể đấy là yêu thương, thánh sạch, tôn kính, dâng mình, vui mừng, bình an, thiệu thế chẳng hạn này, bền bỉ, siêng năng, chăm chỉ, ham học, linh hoạt, rõ ràng, tiện độ, công bình, trong sạch, đúng giờ giấc, sáng tạo, tiết kiệm, gì đấy, khôn ngoan, gì gì đấy, sạch sẽ, vui vẻ, gì gì đấy, mình viết ra. Đấy, đấy, đấy là đức tính của mình đó. Amen, anh chị em ạ. Nên là câu hỏi này để em Thủy, nên mình, vì thế mà tôi nói luôn, đánh giá luôn, em Thủy viết sai cái câu đấy. Mình viết chung và viết lại không đủ nữa. Trong đấy tôi viết ra cụ thể là em Thủy để quay lại câu hỏi đấy. Là về 10 câu, trong đấy nói là 10 giá trị mà. 10 đức tính thì viết ra mỗi đức tính, còn hướng hướng thì tùy mình thích chọn, là tùy mình nhưng mà ở trong hội thánh của mình thì rõ ràng năm hướng chiến lược của mình luôn, mình biết rồi, hướng về tâm linh, nhân cách, chuyên môn, quản trị và đi lãnh đạo. Amen. Cái hướng này là mình nghĩ liên tục luôn trong đầu của mình đấy, chiến lược của mình đấy. Còn ai đó nghĩ theo bài học nào đấy ở trường của một giờ đây là nghĩ về Đức Chúa Trời, nghĩ về gia đình, nghĩ về sự hầu Chúa thì cũng được, tùy họ thôi. Nhưng cụ thể đây rồi thì thế mình đi đi hướng này thì mình sẽ làm việc với nhau trong trong teamwork rất dễ dàng hơn. Amen anh chị em ạ. Và nếu mình viết cái hướng của mình cách riêng đấy mà khác biệt với cái hướng của những người đang tìm cùng teamwork đó thì mình sẽ khó đi chung với nhau. Và vì thế mà khi em viết thế này và mục sư sẽ bảo cái người thầy giáo ơ tại sao các anh chị lại giống hết nhau thế này hả, thì mình trả lời mình có lập luận mà, chúng tôi là teamwork, chúng tôi là một đội ngũ ở trong cùng hội thánh, cùng một chân thi thể, chúng tôi làm việc cùng đội ngũ, cha thuộc linh của tôi là ABC thế này, chúng tôi khải tượng thế này, chúng tôi cùng làm thế này, vì thế mà chúng tôi phải có cái giá trị và hướng đi như nhau. Thế họ bảo ô giỏi, đúng quá, amen. Alo, Dạ em đang nghe ạ. em nói thì thẳng nói đấy, đừng có biết là có nhá, Dạ không thì nên là đây không phải là copy nữa của nhau mà biết là chúng tôi đang học, đang luyện cái đấy, cái hướng này của tôi học được luyện chứ phải copy của nhau. Mấy cả anh em mới thực sự là của anh chị em nhá, chứ là copy của nhau xong mình cứ thế mà thôi xong để làm bài tập đâu, mà để thật của mình đấy. Xong rồi mỗi cái đấy, mỗi cái đức tính đấy là 10 cái đức tính, ít nhất 10 đức tính ở trong năm cái hướng mình vừa nói ra. Hallelujah. Rồi tiếp nữa, câu thứ ba này là kêu gọi bạn này, đấy sự miêu tả kêu gọi bạn, biết luôn cái sự kêu gọi của mình ấy, là mình lấy luôn cả cái hạ khải tội thánh, có hỏi chăng nữa mình cũng nói luôn.
Nói luôn là tôi không chắc đây là hội tôi nhận được của hội thánh Thiên Chúa, tôi là cái phần trong đó, chúng tôi làm team work nên sự kêu gọi của tôi nó nằm trong đó. Nhưng mà tất nhiên họ sẽ hỏi là thế thì cái gì của bạn trong đây, thì mình trả lời thêm ấy là cái gì. Sao của chị Chi sẽ lặp lại nhau thế này, câu một lại lặp lại, lại tiếp tục lại lặp lại thế này. Ở câu 3 đấy, của chị đấy đã viết là sự kêu gọi của tôi là dòng chảy mới cuối cùng rồi, hết cả 8 điểm rồi, xong lại tiếp tục lại một là dòng chảy mới của Chúa chuẩn bị giai lâm như thế nào, lặp lại thế nào. Thế mình khi mình viết là cái khải tượng hội thánh như 8 cái điểm như này nhé, thì mình thấy là tôi ở đâu trong đó. Nói chung là tôi là người như thế, và cái phần nữa, cái phần riêng của tôi là tôi bắt đầu xuất phát từ lấy từ cái điểm, thí dụ như của cái từ điểm là tôi là về về âm nhạc chẳng hạn, về nghệ thuật chẳng hạn. Nhưng âm nhạc nghệ thuật không có nghĩa là tôi chỉ làm vua trong âm nhạc nghệ thuật thôi đâu, mà âm nhạc nghệ thuật đấy đơn giản nó chỉ nó là cái gì, nó là cái vốn đầu tư của Chúa cho tôi như vốn ban đầu tôi làm ra đó, tôi phát triển ra để mở thêm các phần thức khác. Ví dụ tôi là vua trong lĩnh vực nghệ thuật chưa xong, tôi ảnh hưởng sang cả cái lĩnh vực về gì ạ, về chính trị nữa. Amen. Rồi thánh chúng ta ảnh hưởng rất nhiều mà, chúng ta là vua mà, nên phải nói về chính trị nữa. Nên thành thử ra là ví dụ như mình lấy ví dụ là, mình nói là ví dụ như tổng thống Zelensky của các ông đấy, trước đây ông chỉ là nghệ thuật thôi, ông có thể là vua trong nghệ thuật, vua hề rồi, vua hài rồi, danh hài rồi. Thế mà đấy, ông chuyển sang làm chính trị đấy, có thấy không? Và tuyệt vời luôn, chính trị trong thời của ông tuyệt vời không? Để mình giải thích như vậy, vì tất cả các thứ mình sẽ làm hết tất cả anh chị em ạ. Nhưng bắt đầu việc ban đầu của mình là cái tiếp điểm đầu tiên thôi. Tương tự như anh chị em đi buôn chẳng hạn đấy, làm kinh doanh, hay mình nhìn cái đời sống các tỷ phú, mình giải thích thế, đời sống các tỷ phú, nhưng trước hết đâu có phải là lập tức họ họ có một cái đế chế kinh doanh lớn như mà ngày nay đâu. Hồi xưa họ bắt họ đi gì ạ, đi làm thuê làm mướn đâu, họ mở công ty nhỏ bán bánh mì chẳng hạn, hay là đi đánh giày chẳng hạn, thế thôi. Sau tăng trưởng họ lên lên thêm nữa, sau mở tiếp mở tiếp, sau họ lấn sang các lĩnh vực khác. Và bây giờ họ kế thế này. Amen. Amen. Tức là không để cho người khác để nói rằng không, anh chỉ quản lĩnh vực về chính trị thì anh chỉ chính trị thôi, không chạy đâu hết. Và không, cái chuyện đấy Chúa không có cấm, Chúa không bảo tôi phải nằm ở đây thôi. Vì cái đất của tôi, đáng lẽ nếu như tôi chỉ một cá nhân tôi không làm trong hội thánh trời thương đấy, thì tôi cứ tưởng là tôi chỉ ở về nghệ thuật thôi. Nhưng bởi vì tôi trong thương là cái dòng chảy này, nó đi hết tất cả năm châu lục, tất cả các lĩnh vực loài người có hết trong đây. Vì thế mà tôi mới nhìn thấy là cái phần của tôi là nghệ thuật ấy, nó chỉ là cái gì ạ, hay là hôn nhân gia đình, hay là trẻ em thiếu niên, như nó chỉ là cái vốn ban đầu cho tôi thôi. Amen. Vốn ban đầu cho tôi thôi, tôi mở, tôi xoáy vào đấy, tôi đánh bục tôi ra, xong tôi mở rộng tiếp, rồi tôi lan tiếp sang cái phần khác mà Chúa gọi. Amen. Xong lấy ví dụ thứ Zelensky, thí dụ thứ hai nói về ông tỷ phú nào đấy mà có đế chế nào đấy, bây giờ trước đây khi ông khởi sự nghiệp đấy cũng kinh doanh đấy, nhưng kinh doanh từ cái rất là nhỏ. Nên câu 2 chị Chi để sửa lại nhá, vì thừa bao nhiêu thứ đấy. Dạ bị thương. Ừ. Mục đích chính thì chứ không cần mục chính nữa chứ. Để chị để gợi ý thì không nói gì cả. Nhưng mà tốt nhất là anh chị em lên viết cái câu mà tôi giải thích anh chị em vào nữa, anh chị em ạ. Giải thích 2 thí dụ đấy. Được không? Để nếu ai có vặn mình đấy thì mình chỉ ra ngay. Nếu giáo viên nào ấy trong trong hội đồng chấm thi đấy, hội đồng chấm luận án ấy, họ chấm thi họ bảo ô mình dùng cái đấy để mình đập lại luôn, mình bật mình gọi là luận lại luôn. Amen. Rồi câu 3 rồi, đúng không? Đấy là câu đấy à, đấy là của chị là câu 2 à, đấy là câu 3 rồi đúng không? Câu 3 là sự kết 4 đường, nên chị chẳng qua chị copy lại thôi.
chỉ cháu copy đi làm thế thôi. Câu 4 là viết ra sứ mạng của bạn. Đấy, sứ mạng của mình đấy, thì dòng chảy đấy của cái sứ mạng của gì nhỉ, của cái sự kiện kia thì mình viết ra luôn sứ mạng sinh gọi nó gần giống như nhau, nhưng mà sứ mạng xong mình giải thích sứ mạng đấy, tại hai cái này nó gần rất sát nhau, như là cái danh trời và chữ trời đấy, rất là gần gần nhau đúng không ạ, mình lấy giải nghĩa đấy không anh chị em, chữ trời là như là sứ mạng, nhưng mà danh là sự kêu gọi danh xưng lấy thí dụ đấy để anh chị em có thể giải thích cắt nghĩa cho người khác, cắt nghĩa giải thích cho giáo viên của ủy ban chấm chấm thi, hội đồng chấm thi. Amen. Trả lời cho các giáo sư được không anh chị em, Yeah. hiểu từ nhớ hiểu rõ như thế đấy, thành thử ra là để mình lấy thí dụ như Đức Chúa Trời này, bản chất là Đức Chúa Trời, nhưng danh thì cái tên Đức Chúa Trời là cái sự kêu gọi của Ngài, danh đấy là cái danh của Đức Chúa Trời là sự kêu gọi của Ngài, nhưng mà Đức Chúa Trời ấy, chất đấy, đấy là Ngài, Ngài đấy là đứng là dựng lên tất cả các thứ đấy, đấy bản chất của Ngài ấy, là cai trị tất cả mọi thứ đấy, làm tất cả mọi thứ và cai trị tất cả mọi thứ đấy, đấy là bản chất của Ngài đấy, cái danh thì lại tên kêu gọi thôi. Amen. Vì thế tại sao mà mình mới thấy rằng cái câu hỏi là kêu gọi của bạn ấy, và cái sứ mạng sao nó giống nhau thế, nhìn qua sao nó giống nhau thế đúng không anh chị em, mình có mình đưa cái mà kêu gọi thì là mình chỉ nói về là cái danh là tên là con trẻ, là DNA, là hoàng hậu sủng ái, là người chuẩn bị, là cái danh đấy, nhưng mà đến sự sứ mạng đấy thì lại không phải là dòng chảy mới mà làm dòng chảy mới này, Làm hay là làm hoàng hậu sủng ái của Chúa này, tức là làm tức là bản chất luôn đấy, hoàng hậu sủng ái của Chúa rồi thì chuẩn bị là công việc là chuẩn bị tiệc cưới này, chứ không phải người chuẩn bị tiệc cưới, là cái người là chuẩn bị cái việc chuẩn bị tiệc cưới gọi là người, là cái kêu gọi đến người quản lý, còn kia là người quản lý phân phát để mầu nhiệm, thế nó giống nhau và mình như vậy, như vậy là rất rõ, rất dễ hiểu. Amen. Amen. Đấy, anh em lấy cái từ mà Đức Chúa Trời là hay nhất đấy, và lấy luôn cái câu Kinh Thánh nói rằng là Ngài để danh xưng của Chúa gì ạ, lời Chúa để các danh thinh của Chúa, thì lời Chúa hay sự kêu gọi nó là bản chất, sự nó sứ mạng nó là bản chất trong chuyện đó, thế còn sự kêu gọi nó chỉ là cái tên để gọi thôi, và sự kêu gọi có thể trùng nhau như là mục sư Ruslan, ông tên là Ruslan nhưng có đầy là Ruslan trong nước, trong Liên Xô cũ đầy ông tên là Ruslan, nhưng bản chất thì khác, sứ mạng khác nhau, cái tên thì giống nhau, mày gọi là bác sĩ, đầy bác sĩ, nhưng các bác sĩ khác nhau, tên có thể giống nhau nhưng bản chất sứ mạng thì khác nhau, vì thế mình nói rằng sự kêu gọi có thể trùng nhau đối với em, sứ mạng thì khác Khác nhau. Vì sao, tại sao chúng ta dạy về sứ mạng thì định anh chị em, chúng ta không gọi là dạy sự kêu gọi, người ta chỉ nói sự kêu gọi chung thôi, và tôi là sự kêu gọi tôi đi giảng thế này, gọi bạn thì cũng là đi giảng thế này, thế gọi anh thì cũng đi giảng thế này, giống nhau không, nhưng mà anh khác nhau, nhưng khi nó sứ mạng thì lập tức là mình hiểu là sẽ khác nhau. Em cái tên gọi thì nhìn giống nhau, bạn thì tôi là người, bạn thì tôi cũng là đấy, giống nhau chưa, bạn người Việt Nam tôi là người Việt Nam, giống nhau bản chất thì khác nhau, nhưng sự kêu sứ mạng thì nó sẽ khác nhau, nhưng sự kêu gọi thì nó giống nhau, nó có thể giống nhau. Thế để mình giải thích ra sự khác nhau giữa sự kêu gọi và sứ mạng như thế nào. Amen. Xin chị em nhớ nhá. Tiếp này, câu 5 này. Viết ra đề mà bạn nhận giải giải quyết chứng minh cấp bách phù hợp của nan đề. Thì nan đề ở đây chúng ta nói chung là nan đề nghiện tôn giáo. Đó là nan đề của tôi, nan đề đấy của gì nhỉ? Của nan đề của gì? Của nhân loại, nan đề đấy của hội thánh tôi đã, cái dòng chảy mới cuối cùng là Chúa đang xử lý nghiện tôn giáo, nó nguy hiểm hơn tất cả các nạn nghiện khác, cho mình sự cấp bách của nó đấy, rồi nữa mình cũng là nạn nhân của cái sự nghiện đấy luôn này. Amen.
Amen. mình là nạn nhân đấy, mình tự thoát ra khỏi cái đấy rồi, mình chứng minh đấy mình là nạn nhân, mình thấy nguy hiểm thế nào. Tại cái nan đề bạn nhận trách nhiệm giải quyết thì bạn phải có gì ạ, bạn phải có trải nghiệm, bạn có mang thai, bạn phải phải có khải tượng về nó nữa thì mới giải quyết được. Người thích thì giải quyết đâu. Xong tôn giáo nó nguy hiểm thế nào mình chứng minh ấy, nó thay thế Đức Chúa, nó đòi thay thế Đức Chúa Trời. Tương tự và chí quỷ Satan nó cho cái quỷ tôn giáo cái quyền phép đấy, ở trong sách Esai 14:12 có nói đấy, nó muốn làm thành đấng đấng tất cả. Và mình cũng chỉ ra chứng minh là tôn giáo ấy nó ở mức độ, tại vì tất cả gì Chúa cho phép nó đều có ý nghĩa, đều có lợi cho kỳ của nó cả. Nhưng tôn giáo ấy, kể cả nó chống Đức Chúa Trời hay ma quỷ, chúng cũng dùng để mà xử lý con người, mà xử lý cõi sáng tạo. Amen. Chúng dùng hết, nên tôn giáo ấy Chúa cũng dùng ở mức độ đấy. Và đối với kẻ thì những người chưa trưởng thành đấy thì sống thì phải ở dưới quyền cái bảo hộ là tôn giáo, ở đây là tôn giáo. Nhưng mà nếu họ nghiện tôn giáo thì họ chết, tại vì nếu họ nghiện tôn giáo thì họ mãi là tính xác thịt, thì họ sẽ là con trẻ, họ sẽ bị lừa đảo, họ bị lừa dối, họ sẽ chết mất. Nên mình thấy nghiện tôn giáo rất nguy hiểm. Tôn giáo nó chỉ có thể là cái đường đi dẫn, nhưng họ đi tiếp, và Chúa Giêsu đã chỉ bằng cái cách thức ta đường đi chân lý sự sống, đường đi nó chỉ hành lang thôi, và muốn đến phải tiến thêm qua cửa chân lý rồi tiến tiếp qua cửa sống nữa. Amen. Amen. Giải thích thế cho mục sư hay giáo sư biết được, mình giải thích được tôn giáo nó như thế nào, mình định nghĩa tôn giáo, và không như định nghĩa tôn giáo bình thường thôi, mình chỉ ra cái bản chất tôn giáo là sao, mình chỉ ra tôn giáo nó nằm ở đâu trong cái phần mà Đức Trời Ngài đang nhắc đến. Amen anh chị em ạ. Như thế nó rõ ràng đấy, đấy mình mới cai nghiện được chứ. Amen. Bởi nghiện tôn giáo là người ta chỉ có đứng phần phần đâu ạ, người ta cứ thích đứng ở mãi cái phần của đơn, hành lang mới cả đi thôi, mới cả ngoài thôi, mới hành lang thôi. Vì họ cứ nghiện, họ đứng ở đấy suốt thôi. Sau khi họ đứng chỗ nó cản trở, nên bảo là cái bọn này nó thì không cầm chìa khóa sự thông biết, bản thân nó không đi vào, nhưng nó người khác vào nó không vào nữa. Bởi cái hội đấy nó đứng kín hết chỗ, nó đứng sạch đầy cửa thì không ai vào nữa, và nó đuổi ra đi đi, đi biến 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 y như cái chuyện mà Chúa Giêsu nói đấy, các người ta cả đoàn giữa đông đi theo Ngài đúng không, rồi con trẻ đến thì môn đồ đừng, không cho vào, không cho vào. Người ông lùn này, ông gì đấy, ông sạch chê chẳng hạn này, đàn bà huyết này, muốn chen vào Đức Chúa Trời thì môn đồ cứ đuổi ra đi chỗ khác, đi chỗ khác để tôn giáo thì cách buộc không cho người đến Đức Chúa Trời, thì Chúa quả luôn là các ngươi cứ để đấy, để những đứa trẻ đến gần ta, hãy Chúa bảo là hãy lại đây, hãy để người ta lại đây với ta. Thế thì các môn đồ đã từng bị tôn giáo đấy, người ta muốn đến với Chúa thực sự, và Đức Chúa này muốn gặp người đấy một cách thực sự, giáo thì nó tìm cách ra, nó chỉ cho đứng đứng nhìn thôi, đứng như khán giả thôi, chứ không có tham gia gì cả. Amen. Anh chị mình chứng minh ra điều đấy, phải nhìn rõ điều đấy để mà giải thích ra, và anh chị phải nghe lại cái bài giảng, nghe lại cái lời thích này để chia sẻ giải thích ra tôn giáo như thế nào. Sau đó mình lấy ra những chứng minh tôn giáo, những thống kê tôn giáo như thế nào. Các cuộc chiến tranh toàn do áo thôi, các cuộc xung đột toàn do giáo hội. Thì ba loại tôn giáo hiện nay lớn nhất thế giới đó là tôn giáo gì ạ, Thiên Chúa Tức giáo, là Phi tôn giáo đấy, gọi là vô thần phi tôn giáo đấy. Ba loại tôn giáo đứng đầu về số lượng, và ba loại tôn giáo giết người nhiều nhất trong lịch sử luôn anh chị. Và cái tôn giáo đứng đầu là Thiên Chúa giáo, là Thiên Chúa lại lại là thiên là tôn giáo giết người nhất nhiều nhất trong lịch sử, các cuộc thập tự chinh từ sau này nữa,
các cuộc xâm lược nhau của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa dân ấy, cũng là lấy cảm hứng từ các cuộc từ... thì mình chỉ ra nó như nó nguy hiểm thế nào. Amen anh chị em ạ, hiểu chưa anh chị em? Vâng. Cấp bách vấn đề xã hội vì giết rất nhiều người, cấp bách về vấn đề về về tín ngưỡng thực sự như thế. Chú quả mắng các nó như thế nào, con trẻ đến gần ta, để cho người đàn bà đến gần ta, đến với ta chứ không không có cản ạ. À, rồi tiếp nữa là câu thứ năm rồi nhé, câu thứ sáu nhá. Câu sáu là bạn viết ra năm mục tiêu chiến lược của bạn, bạn sống vì chúng. Thì năm mục tiêu chúng ta được dạy trong Ephesos đoạn 1 câu 17 và 23: nhận biết Chúa, biết mình, cơ nghiệp, quyền phép đặt cơ nghiệp, sau đó khuất phục cơ nghiệp từ chân Chúa. Nên chúng ta có câu chúng ta đánh dấu từ Ephesos đoạn 1 17 23 ấy, chỗ nào có nhận biết Ngài, đánh dấu cái đít đó vào cái câu đấy để mình biết ở đâu ra, nói ra mà không biết ở đâu, có thấy không? Tôi cầu xin Đức Chúa Trời Chúa Jesus Christ là sao vinh hiển đấy, ban thần trí cho con sáng tỏ ra cho anh em biết, để nhận biết Ngài, soi sáng con mắt của anh em hầu cho điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài thế nào. Đấy, sự kêu gọi của Ngài cho anh em đấy là sứ mạng của mình anh chị em, sứ mạng tiền định của mình đấy, hay là biết mình đấy, giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ làm sao, đấy cơ nghiệp của mình đấy, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào. Đấy, đấy là nói về, quyền phép đấy. Thứ bốn đấy, y theo tôi tượng năm Ngài nhé, sau đấy hãy bắt muôn vật phục trên Christ, ban cho Christ làm đầu hội thánh, đấy là thân, tức là đầy đủ đấng tóm gọn sống soạn trong mọi loài, thấy chưa, đã khuất phục được tới chân Chúa, tiếp chân đấng Christ. Amen. Nguyên tắc Amen. luôn, mình chỉ ra đây nguyên tắc alpha omega, mình rõ ra đấy đó, mình chứng minh được điều đó. Đấy, ồ đây là mục tiêu chiến lược của mình, mục tiêu chiến lược có nguyên tắc trên kinh thánh chứ không phải là mục tiêu nào tôi mở đâu đó mình bịa ra, hay mình lấy mình móc đâu đó ra. Câu 7 này, câu 6 xong rồi nhá. Câu 7, câu 7 là năm nhiệm vụ cho mục tiêu kể trên. Đấy, năm mục tiêu mà mình vừa nói đấy, thì mỗi mục tiêu phải có 5 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ là chúng ta học rồi, mục tiêu ấy là danh từ đúng không, nhưng nhiệm vụ ấy nó lại là gì, động từ, làm cái gì đấy đúng không ạ? Chị Chi biết ấy, là năm nhiệm vụ ấy đấy, bà chị Chi là làm việc kinh thánh, nên chị biết này, cái nhiệm vụ của chị biết là qua lời Ngài bằng cách đọc, thế thì chị biết đấy không không chuẩn là nhiệm vụ chị ạ, Không nó sao. phải là từ, động từ, động từ của chị là làm việc với kinh thánh, làm việc với lời của Chúa. Thế là thế nào đấy, đấy là chuyện chuyện thế nào, thì bảy trụ cột thì người ta alpha omega thì thập tự giá dòng 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 trí, đấy chỉ là để làm việc với kinh thánh thôi. Amen. Chưa? Vâng. Thứ hai nữa là cầu nguyện đẹp lòng Chúa, chứ không phải đẹp lòng mình hay đẹp lòng bố mình mẹ mình hay vợ mình chồng mình con mình hay hội thánh mình hay mục sư của mình, mà cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Thứ hai là ngợi khen thờ phượng Chúa trong tôn thờ lễ thật. Thứ ba là bày tỏ Chúa, tức là dạy người khác biết bày tỏ Chúa trong họ, qua họ, và dạy hệ tiếp theo, cứ thế mà nối dài thôi. Nhiệm vụ thứ nhất là nhận biết Chúa như vậy, nhiệm vụ thứ hai là nhận biết mình, thì đấy chị viết ra rồi đấy, lấy từ chỗ mục cương đấy, là nhận biết nguyên tắc giá trị trời này trong chiến thuật đấy. Thứ như hai là procedure, lập làm việc các nguyên tắc đó, tư công nghệ làm người, thực hành các nguyên tắc giá trị đó. Thứ tư là thực hành một cách thường xuyên, chưa thực hành có một buổi hai buổi thế sau đó là thôi đi thế hỏng hết, mà làm thường xuyên hệ thống để cho cái hệ thống nó thành sự giá trị của mình, thịt của mình. Đó, thứ năm đó là kiểm tra cái bông trái cái thịt đấy, cái thịt đấy có thịt thối hay thịt hỏng hay thịt đúng, có đúng không, kiểm tra lại để mình correct luôn lại cả hệ thống giá trị mình có đúng, cái kế hoạch của mình có bị hỏng không, mình thực hành có sai hay là không, mình có hay làm chưa không, nên mình check luôn đấy, kiểm tra bông trái luôn.
Nên là vì thế là đây là những câu hỏi đều mang tính chất rất là gì ạ, chủ đạo cho đời mình, tư chiến lược, người tư duy cao sang đấy, của vua đấy. Mình là vua, vua mà mình còn là vua trong nước trời mà, cái chuyện là vua con vua, mình là vua ở trong đó, nên là mình có tư duy cao sang. Amen. Thứ tiếp nữa là nhận biết cơ hội của mình, thì năm nhiệm vụ này thì năm cái nhiệm vụ là nhận biết ba năm cơ nghiệp lớn nhất này, là ba thứ bốn này, nhận biết cơ thứ hai là bản thân con người mới của mình này. Nhận biết cơ thứ ba là người nhận biết là hội thánh của Chúa này, và chứ không chỉ là hội thánh sự tốt Chúa thôi đâu, mà các thi thể khác nữa. Thứ năm nữa là nhận biết các cơ nghiệp, các dân, các nước, mình xin Chúa đó. Rồi tiếp theo nữa là đối với cái gì ạ, cái mục tiêu chiến lược của mình là quyền pháp đoạt cơ nghiệp đó bằng đức tin đấy, đức tin mà đúng không, biết được gì ạ, quyền phép tối thượng của Ngài cho em có đức tin đấy, có đức tin phải tin đoạt cơ nghiệp thứ nhất Thiên Chúa, thì là sao, bằng cách nào, là tin tất cả những gì Chúa phán, bắt chước để mình biết là lượng Đức Chúa Trời trong mình là xác định chính bản thân mình luôn mà. Thứ hai, đoạt được cái thứ hai của mình là con người mới của mình. Mình tin mới mình giống Đức Chúa Trời để quản trị, tin không phải là người của Chúa đang làm, tin tin đấy là để ý của Chúa được thực hiện ý Chúa trong mình qua mình rồi. Thứ ba, thứ tư, thứ năm đấy, thì chỉ biết như thế được rồi, để khuất phục quyền dân Chúa cũng vậy rồi, thì cơ nghiệp mình nhận được rồi, về nó chỉ không chỉ giữ đấy mà nó phải đời đâu, nó phải được kéo dài phát triển liên tiếp luôn đến đời đời luôn. Là khuất phục dưới chân Chúa, rồi điểm thứ hai đấy, khuất phục là mình dưới chân Chúa nữa, để mình thì con mình để nhân bội bản thân mình lên nữa, mình phục vụ duy Chúa nữa, để chính mình đấy để có lợi cho trời, cái đời nó phát triển liên tục được luôn đấy. Rồi câu 3 là khuất phục cơ nghiệp là người thân mình dưới chân Chúa đó, để cho tôi và cả nhà tôi chỉ hầu việc Chúa Trời thôi. Mình khuất phục cả cái dòng cơ nghiệp là dòng chảy của Chúa, là dưới chân Chúa đấy, làm mọi sự để mình xứng đáng là dòng chảy của Chúa. Mình khuất phục các dân các nước nữa, phải biến đổi theo dòng thời nữa, phải mình dùng cây dễ sắt bẻ chúng nó, đập vỡ chúng nó khác là bình gốm, làm tan nát các giá trị của ta để được nắn lại. Rồi đến câu thứ 8 nhá. Câu thứ 8 này, câu thứ 8 là anh chị viết là nhìn thấy đời của mình ta sao trong 5 năm gần nhất theo mục tiêu đã định. Những câu này anh em có hết rồi, câu này nó có từ từ năm ngoái rồi, đúng không anh chị em? Nên vì thế mà bảo anh chị em là bài tập đọc lại các bài học tư duy chiến lược đấy. Thì đấy nó nằm ở trong đó đấy. Amen. Câu này nó nằm ở những trong tư duy chiến lược mà anh chị em dở cái bài tư duy chiến lược ra là có là hết rồi, nên vì thế mà 5 tuần mà họ cho mình viết đấy là không phải có 5 tuần đâu, mà mình viết cả năm rồi, vì vì là 20 câu này thì có bao nhiêu câu của năm ngoái rồi, chỉ có mình có thái độ học hành có đúng nghiêm túc không thôi. Và khi mình trả thi đấy, mình viết bài thi đấy, mình viết là mình phải là tôn trọng Đức Chúa Trời, tôn trọng cả cái giáo sư nữa, chứ mình viết lung tung long nhong xong mình bảo đấy thế thôi giáo sư, tức là mình không thể coi họ như là cái đồ vứt đi rẻ rách chẳng biết cái gì cả, anh chị em hiểu ý. Khi mà tôi đi học chẳng hạn nhá, thì tôi viết nào đấy để có giáo sư là giáo viên chấm thi đấy, thì tôi không thể viết một cách vớ vẩn bằng quang được, và tôi viết thiếu thì tôi viết là cái này em không biết, em không trả lời được, chứ không mình viết một cách lông nhông, viết sai, viết xấu, viết đúng không, cứ thế thôi. Tức là mình bảo là đấy giáo viên ấy, ông chỉ là xứng đáng cho thôi, ông chẳng biết cái gì cả là mù từ có mắt thợ đấy, trả lời lông nhông đấy hiến nhá. Vì khi mà người ta nhìn cái bài của mình đấy, người ta nhìn thấy thái độ của mình luôn anh chị em ạ, thái độ của mình với chính bản thân mình, thái độ của mình với Đức Chúa Trời, và thái độ của mình với chính cái người đọc, chính giáo viên, chính người đọc. Tương tự như là em là một bài văn được không anh chị em, anh chị em viết cái gì được thì là thái độ của em với cái người với độc giả đấy chứ,
anh chị em đang diễn hài, anh chị em đang đánh ca nhạc trên trên đâu đấy, người ta xem thì đâu có chỉ cho mình, đấy là cho người khác xem đấy chứ. Nên nên mình đừng có suy nghĩ hời hợt, đừng có một cách vô trách nhiệm làm với cái công việc của mình, bởi vì như thế nó sẽ hỏng hết đời sống của mình luôn, đời sống mình sẽ tan hoang hết luôn. Nên là có thái độ đúng, tại vì thái độ là cái gì ạ, chúng ta học được thái độ, nó là một Phần trong thứ ba, phần thứ ba của nước tin mừng nước trời đó. đến nước trời đâu, nước trời trong đấy đây chứ không, nước trời là ô nước trời, tin mừng nước trời, tôi như sao tin mừng nước trời ở đâu, ở trong cái thái độ của mình đấy. Amen, nằm trong đấy đấy, phần thứ ba đấy, mà cái phần đấy là mình thay đổi được, cái phần nó phụ thuộc vào mình, phần Đức Chúa Trời mình không thay đổi được, phần các tạo hóa mình, các tạo vật mình không thay đổi được, cái phần mình thay đổi được đó là thái độ của mình với Đức Chúa Trời, với các phần kia, Amen. nên là cực kỳ quan trọng. Nên Chúa nói ở trong Kinh Thánh toàn nói về thái độ chứ. Các người hãy hết lòng, các người hãy yêu, các người hãy ghét, các người hãy tin, toàn thái độ cả anh chị em ạ. Tôn Các hãy kính. Chúa Trời, các người hãy tôn kính, các người hãy biết ơn, hãy sốt sắng, hãy ABC gì đấy, toàn thái độ rồi. Khi mình có cái thái độ, tập thái độ đó, cho em xin chút xíu, khi mình tập cái thái độ đó đó thì bất cứ một cái việc gì xảy đến đó, là mình có phản ứng đúng đó. Nếu mà mình tập luyện về phần thứ ba đó thì chắc chắn là cái phần phản ứng của mình là phản ứng đúng nhiều cái phần trăm cao hơn đó anh chị em ạ. Mình hiểu tư duy, mình đặt cái đấy vào, cài cài tư duy của mình sẽ biết. À thì vào rồi đây, tạ ơn Chúa. Em Thủy đâu đấy rồi, em Thủy yêu quý đâu rồi, chôn đâu mà bây giờ mới phát hiện ra em Thủy. Dạ, bây giờ mới vừa vào. Ôi, bây giờ mới được vào. Ui, bị ai bắt ôi Dạ. trời, thương Không quá. bị ai bắt hết. Dạ, phải lo cho mấy đứa nhỏ xong. À thế à, Dạ. bài của em Thủy ra, để lôi em Thủy ra, ra làm bài của em Thủy đây này. Rồi, em Rồi Thủy ơi, chắc rồi em gửi Pastor em. Cường lôi ra đi làm, xong rồi cái gì bắt Pastor Cường làm luôn vô trong đó luôn đi. phải... Cho nó xong luôn đi, chứ còn giờ. Em Thủy Dạ. đang mình đang học thái độ đó em Thủy. Bác Thật Cường mới vừa mới dạy xong đó. Cái phần này đó mình ngồi mình nghe, cái chính điều là mình học cho mình đó. Còn Bác Thật Cường là dư xăng làm gấp trăm ngàn lần, nhưng mà cái này ngài ông muốn cho chính mình tự đứng lên để luận án. Giống như thí dụ những cái bài trước của mình ông có thể nương mình để nói một câu, giống như những cái bài mình thi đó chỉ có 10 câu, 7 câu. Ok, chia ra anh chị em mình mỗi người một hai câu. Như ở đây một cái luận án 20 câu hoàn toàn một mình. Nếu mình đứng lên mình bảo vệ mà ông sẽ dịch từ đầu câu 1 cho tới câu 20. Ông không có cái chỗ nào để mà đỡ cho mình đâu. Thành thử ra cái bài luận án này chính mình phải đứng lên và mình phải cho ông hiểu được cái của mình làm rõ ràng để cho ông dịch cho trường. Nó không phải là giống như những cái bài học của bài thi những đợt trước có một bài 5, 7 câu, 10 câu. Cái này 20 câu của chính bản thân mình. Thực ra mình phải bày tỏ ra cho ông hiểu, khi mà ông phải duyệt thì ông hiểu ông mới dịch đúng được. Đó là cái điều đó là mình cần phải để ý cái phần đó nữa. Đây là bên tương lai luôn mà, chứ không phải là, mà anh chị em làm được thế này thì anh chị em mới thực sự là học thật anh chị em ạ, chứ không phải mình học cả năm rưỡi rồi mà cứ lông bông thôi để lấy bằng hay gì đâu, không phải thế đâu. Tôi muốn anh chị em về học và có cái kiến thức thật, có cái điều thật vô giá trị, chứ không phải là làm dối được, cơm máu được, làm thật. Thì như bức tranh này, câu này câu đang nói câu số 8 mà đúng không, câu số 8 đấy, bài của chị Chi đấy, nếu bài chị Chi và bài em lôi bài em Thủy ra mà không thấy, em Thủy kia gửi lại, em Thủy gửi bạn Ở trên đó, ở trên đó mục sư, đấy nằm xóa ở rồi trên đó, chưa chưa có xóa. lập luận, lập luận. Ở đây nè, nó nằm ở phía trên đó. Gửi lại đi, em gửi lại đi. Ở đâu?
Học được internet không vào được. Internet này không đọc xuống. Check đi. Mà như câu Quấn Thủy đấy là đã được đánh dấu hết rồi mà. Đã có ý đánh dấu rồi. Câu 2 sai này. Chẳng hạn này. Nó ghi trong danh sách đấy, những câu nào cần đấy. À, của Hiến nữa đấy, Hiến ạ. Nên khi làm nên là phải nghiêm túc trong chuyện đấy. Phải thấy được đánh dấu chỗ nào thì phải làm cái chỗ đấy. Phải cẩn thận. Như mình vừa mới nói đấy. Tương tự như Chúa nhắc nhở mình là gì đấy thì mình phải fix cái điểm lại và làm việc chứ không phải là mình làm cái điểm. Nhưng về mình đã đi hết 8 câu rồi nhá, nên là em chỉ đi phải nghe lại các câu khác nữa này. Dạ, cứ đi tiếp đi ạ. À. Để có gì cái recall này em sẽ nghe lại. Làm lại ngay bây giờ đấy, xong làm lại đêm nay nữa. Vì là bây giờ ở Ok. bên Úc sáng rồi mà, sang ngày hôm nay sang ngày 23 rồi, hôm nay ngày 23. Bây giờ đang là 6:30 sáng của ngày 23. Tí nữa cô kia, cô thì cô Asana cô ấy sẽ xem mình đã nộp chưa để mà báo cáo đi thi lúc nào. À đi 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 gọi là đi bảo vệ lúc nào. 8 nha. Hallelujah. 8. Cái bài này nằm trong cái bài của năm ngoái thôi. Của năm ngoái tư chiến lược đấy. Về thấy cuộc đời mình sao 5 năm như kia nói 10 năm đây ngắn hơn cho 5 năm thôi. Nhưng 5 năm thì hay quá đấy. Đúng cái điều mình đang cần. Đây, cái chương trình huấn luyện của vua của mình đấy, huấn luyện giáo sĩ mình, huấn luyện đội nghiệp thì 5 năm thì làm trong 40 năm thôi là ra được 603.550 vua, sẽ kéo được 603 triệu 550 nghìn ít nhất là vào trong nước trời tâm linh này. Điểm thứ nhất là đời sống tâm linh tự nhận định của này, thứ hai tính cách này, thứ ba là chuyên môn của mình này, thì bước mong đợi mình phải nhìn hình dung ra muốn cái gì và gần thì rồi bước chỉ mong đợi mình muốn cái gì ở trong Chúa. Em thì viết là trở thành vua thầy tư tế sứ đồ của Chúa đấy, sứ đồ nhé, em thì năm sau em phải là sứ đồ đấy, mà sứ đồ là người có các giáo lý riêng riêng anh chị em ạ. Ồ, dưới đồ là có giáo lý riêng vậy em chưa có đâu, chắc là phải bỏ đi. Em phải học đi, em phải có giáo lý riêng 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 ở đây thì là giáo lý độc lập đấy, độc lập có riêng của mình đấy, riêng ở đây Mình không nghĩa không lấy kinh thánh là từ Chúa để mà lấy cái từ cái giáo lý là từ thì từ có kinh kinh thánh thánh mà ra. tất nhiên thì nó Chứ phải có còn lời giáo lý riêng thì sao gọi là sứ đồ được, sứ đồ giả mất à. vậy thì bỏ đi, em không muốn giả đâu. Đâu mình từ đầu em biết là em mua thầy tế lễ tư tế mà thầy tư tế nó phải thế đó. Thầy tư tế là phải là cầu cầu nối như Chúa Giêsu ấy, là đấng trung bảo giữa trời với người, thì thầy tư tế cũng là đấng trung bảo giữa trời với người. Em lấy cái câu đó trong sách Khải Huyền đó, Chúa đã chuộc mình, rửa mình và để cho mình Là vua gì, và thầy tế lễ đó. là mình là vua đấy, là mình là giáo sĩ, mình có giáo lý độc lập, tức cũng sứ đồ luôn đấy, tại hội thánh chúng ta tính sứ đồ mà, Lý thì em không biết. nhiệm sứ đồ, nên là chúng ta phải, mà 5 năm sau đấy là mình phải là sứ đồ, anh chị em ạ, mình là giáo sĩ, sứ đồ, mình giáo sĩ là mình có giáo lý riêng, có bản sắc riêng, anh chị em phải biết không? Tôi lấy thí dụ như là bà Natasha Patavava đấy, 3 năm thôi mà bà ấy đã có giáo lý riêng rồi, có thấy không ạ? 3 năm sau mà bà ấy có cái giáo lý về chuyện cai nghiện đấy, thì thí dụ cho anh chị em nhìn thấy đấy, đấy giáo lý riêng của bà đấy, giáo lý riêng riêng có nghĩa là gì, riêng có nghĩa là của Chúa đấy và của bà đấy, giáo lý là copyright, copyright của bà đấy,
bà tác giả của giáo lý đấy. Amen, thấy không ạ? Thì cũng như là ai, cũng như sứ đồ Phaolô, sứ đồ Phi-e-rơ, sứ đồ Giăng, họ có giáo lý của họ, thấy không? Ở trên bức thư của Giăng ấy, thư của Phaolô đấy, ông có giáo lý của ông, sứ đồ Giăng có giáo lý của ông đấy, sứ đồ Phi-e-rơ có giáo lý của ông đó. Giáo lý của sứ đồ Giăng, giáo lý của sứ đồ Phi-e-rơ chẳng hạn thì có thể mạnh và nhiều hơn so với giáo lý của sứ đồ Phi-e-rơ. Mà chúng ta hiển nhiên tất cả chúng ta hiểu cái đấy là lời Chúa thôi, chạy ra làm gì có riêng tư ở đây, ở đây mà còn nói là cá nhân riêng của mình thì thôi, thì đấy là vất hẳn đi luôn anh chị em ạ. Đấy là ngoài Chúa thôi, cả chúng ta đang theo mặc định ấy, là chúng ta phải ở trong Chúa. Khi nói từ giáo lý riêng có nghĩa là chúng ta ở trong Chúa và copyright. Copyright, alo anh chị em nghe rõ không? Em Thủy nghe thấy không? Em Thủy hiểu điều này không? Không, đừng có nghĩa là riêng, có nghĩa là tôi làm ý riêng của tôi, gì có xác thịt. Đang nghe đấy mục sư. Vâng, cái ý nghĩa xác thịt là ý nghĩa của con người cũ, con người khốn nạn, con người bị đập chết đó đi, không, nó không có, đừng có bàn nó ở đông này. Tại Kinh Thánh Sư Phaolô nói rồi, bây giờ tôi không có bàn thịt và huyết ở đây, tôi không bàn thịt và huyết, tôi không bàn với xác thịt ở đây, chỉ bàn về tâm linh thôi, bàn về về sự thiêng liêng thôi, chứ không bàn về xác thịt. Nên là sứ đồ, nên 5 năm sau là anh chị em phải làm sứ đồ mà. Phải đấy, phải có giáo lý riêng của mình đấy, phải có cái đột phá ở đấy của cái gì đó. Và cái đã anh chị em đã nhìn thấy rồi. Bà Natasha Potapova còn nghiện năm đến với Chúa, đến cha thủ lĩnh của mình đấy. Đó, mà 3 năm sau giáo lý rồi. Sau đó dần dần bà ấy cứ cứ gọi là cứ hoàn thiện những quá trình tiếp của bà. Cái giáo lý của bà ấy là viết từ năm 1997 đúng không? 1997 là bây giờ bao nhiêu năm rồi? Bây giờ 26 năm rồi. Thì mỗi năm sau bà cứ hoàn thiện, cứ đúc kết lại, chỉnh sửa cái gì đấy, phát triển dần dần. Nhưng mà copyright rồi. Em phải nhớ đấy, nên nên là mục đích của mình là thế, 5 năm sau là mình thành thành vua mà, giáo sĩ độc lập mà. Tung ở đâu mình sống hết, không cần phụ thuộc vào ai. Amen. Amen. Mình tự đồ, tự điều khiển được hết, không có chạy lại phải chạy nhờ chỗ nào, chạy nhờ chỗ kia, nô lệ chỗ kia được không? Không thể thế được. 5 năm sau là mình là vua rồi, và trong quá trình 5 năm đấy là mình đã đào tạo ra một đám người rất đông theo mình rồi, để mình làm vua mà mình tạo ra một đám người rất đông theo mình rồi. Và 5 năm tiếp theo của mình ấy, là mình trong cái đám người theo mình ấy, mình lại làm tiếp vua từ những số người nữa. Công nghệ cứ thế mà nối tiếp từ thế này sang thế khác thôi. Tính cách rồi quản lý ai, quản lý thời gian, quản lý tiền bạc và quản lý ngay cái đám người mà theo mình đấy. 5 năm mà làm quản lý cái đám người theo mình, nói thế cho dễ. Còn cái bầy của mình, đại bầy chiên của mình đấy, mình nói đám người luôn, tại vì nó không chỉ là bầy chiên là người tin Chúa, mà còn cả những bầy chưa tin Chúa nữa. Mà trong hội thánh mà những mục vụ chúng ta ấy, họ đang làm theo mình đấy, vì mình có chuyên môn mà. Amen. Nên là những mình đấy ảnh hưởng đến họ ấy, là họ đang đi theo mình, họ vẫn chưa quyết định là tin Chúa, nhưng họ đang làm linh hồn của họ, họ đặt linh hồn của họ bằng công nghệ của mình. Sau đó là về việc đấy họ có thể chưa anh em ạ, nhưng đừng lo, để Đức Chúa Trời ngày muốn ta cứ vâng phục lời ngài trước đã, rồi sau đó ngài để cho thần ngoài hạt tôi vào rồi ngài thăm viếng và họ trở thành loài sinh linh. Chúa nói dân Chúa chỉ nghe tiếng Chúa thôi, chỉ vâng lời Chúa thôi. Ôi ước chi dân ta cứ nghe ta, mà ước chi dân chịu đi trong chẳng bao lâu ta sẽ trở nghịch nghịch của chúng nó, những kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va sẽ suy phục ngài. Thế cái phần của mình là mình vâng lời Chúa thôi, nên trong đây tôi thấy anh Đoàn viết là vâng lời Chúa, vâng lời Chúa thì hay quá. Thế mình vâng lời đi, vâng lời từ khi mà Chúa dạy dỗ này thì mình vâng amen và làm theo thôi. Tại nếu mình không tin đấy mình sẽ mất nhiều thứ, thì Chúa bảo mình là vua, mình nói, không 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 con không làm vua, thế thôi, thế là mình mất luôn. Tại sao nó thấy con không làm vua, thế con sẽ là lính của vua rồi, con sẽ là lính chứ con không làm bố vua đâu.
Đấy, làm vua ấy, thế gian nó đòi làm bố vua mà thì sẽ bị Đức Chúa Trời diệt ngay. Nên trong ý đấy, quản lý ai, mình quản lý những cái người mà mình đang đang chịu trách nhiệm họ đấy, là không chỉ gia đình nhá, gia đình chỉ là vòng vòng nhỏ nhất thôi, cái vòng tối thiểu nhỏ nhất đấy, tập thôi, trong cái tháng đầu tiên nào đấy của đời mình thôi, là mình phải mở tiếp ra những cái khác vụ năm, đúng mà Chúa dạy dỗ mình rất nhiều ở trong hội thánh rồi đấy, để 5 năm sau mình là sứ đồ. Hội thánh chúng ta hội thánh sứ đồ mà, sứ đồ tiên tiên tri của Chúa, sau đó là quản lý rồi lãnh đạo nữa, lãnh đạo là cai trị rồi đấy, học bằng những giáo lý riêng của mình mà Chúa ban cho, như là sứ đồ Phaolô, sứ đồ Phêrô đấy, giáo lý riêng của ông ấy, và ông ấy đang đang lựa bao nhiêu người học theo ông này. Là nó cai trị các lĩnh vực của mình. Thì câu 9 này. Mục sư, cái câu đó con làm khác, con làm là năm mục tiêu á, chứ không phải là năm hướng, có sao không? Ở đây nói về Có mục tiêu của mình đấy, đúng không? Ở đây nói về năm theo những cái hướng, theo mục tiêu mà mình đã định sẵn. dạ, thì cái mục tiêu là trang cái năm, cái mục tiêu là nhận biết Chúa, nhận biết mình, nhận Nam làm được, Nam có thể không làm theo mục tiêu chiến lược mà làm mục tiêu nhỏ. Ở trong đây nói là theo những hướng mình đã định, những hướng đã định, hướng đã định ở đây là mặt, là hướng đã định ở trên, nhưng mà đã định mình viết phía trên này. Tại các câu hỏi nó phải liên quan với nhau, chứ không phải câu hỏi nó mỗi chỗ này một khác, chỗ kia một khác được. Trong 20 câu thì hỏi mục tiêu đã định là ở trên câu 7, là mục tiêu là năm năm cái mục tiêu đó, năm năm mục của mình đấy là nhận biết Chúa, nhận biết mình, nhận biết cơ nghiệp. đúng rồi, nhận biết Chúa, nhận biết mình, tính Yeah. Nhưng mà mọi người, con thấy mọi người làm năm hướng thì sao? năm hướng đấy cũng là năm hướng chiến lược. Nhận biết Chúa và tâm linh đấy, nhận biết mình là tính cách đấy, có thấy không? Nhận biết cơ nghiệp của mình là cái phần mà mình có thể nói là sao nói, có thể là chuyên môn đi, để mình có thành thạo trong công nghệ làm người, thành thục trong công nghệ làm người, thành thục trong cái việc mình đoạt cơ nghiệp. Cái chuyên môn nó là cái dụng cụ để mình đoạt cơ nghiệp mà, đúng không? Nó mà để mình biết cơ nghiệp hơn mà, sau đó quản lý là bắt đầu mình bắt đầu cai trị, bắt đầu gì, bắt đầu khuất, bắt đầu chiếm chiếm đoạt nó rồi, sau đó là lãnh đạo nó, tức là khuất phục nó dưới chân Chúa thôi. Nên năm cái này nó liên quan đến nhau chứ. Nam có nhìn thấy không? Có nhìn thấy năm nó liên quan đến nhau không? Đừng có tưởng nó khác nhau, nó liên quan. Tâm linh để nhận Chúa, tính cách để nhận biết bản thân mình, sứ mạng tiền định của mình. Tại sứ mạng tiền định của mình chính là điều mà Chúa tự lên mình từ trước sáng thế mà, thì mình đang gõ gõ đấy cái tính cách của mình đấy, nhận biết mình đấy, thì cơ nghiệp của mình nữa, thì cái từ chuyên môn của mình đây là chuyên môn đấy, không những chỉ chuyên môn là mình đi học mấy cái trường tâm lý đâu nha anh chị em nhá, em ạ, cái chuyên môn của anh chị em là chuyên môn trong cái việc mà dạy lời Chúa đấy, đấy em đấy, chuyên môn trong việc đào tạo con người ấy, đấy chuyên môn đấy, chuyên môn vấn mọi người đấy, trong việc huấn luyện mọi người, đấy là chuyên môn anh chị em đấy. Thế còn cái chuyên học tiếng Anh, để học tâm lý, học ABC thì nó chỉ là một cái công cụ nhỏ để giúp cho cái chuyên môn của mình được hiệu quả hơn thôi. Rồi cái bằng cấp mà Chạy anh con em, người thôi, chạy tới thôi, chạm tới dân thôi, vâng, chạm thôi, đúng rồi, nó để nó là cái chạm tiếp, công cụ để chạm tới dân thôi. tại mình có cái bằng đấy thì mình sẽ vào được nhiều nơi khác, người ta nghe mình nhiều hơn, tức là hiệu quả hơn. Thì cả lúc học mở mang nhiều kiến thức và các thứ, Cảm xúa nhưng mà bốc nên nên anh chị em đừng có nghĩ là chuyên môn là tôi đi học cái trường trường đại học nào đó và thế là chuyên môn đâu, đấy chỉ một cái chuyên môn bé tí tẹo tẹo thôi anh chị em nhé.
Nó giống như là cái hình ảnh mục sư hay 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 miêu tả đó, là cái người mà có nhiều công cụ là họ đục đẽo nó tốt hơn họ, nhưng mà chủ yếu là cái họ phải biết đục đẽo như thế nào đó, là cái chuyên môn quan trọng nhất của mình là nhận biết Chúa đó, thì mới đục ra đúng con người được, chứ còn có nhiều chuyên môn mà không biết đục ra giống giống Chúa đó, đục đồng bạc. Còn đục con ngợm thôi, không đục người, đục ngợm. Tức mình tạc họ, mình tạc bản thân mình giống như Đức Chúa Trời. Đấy, mình đục đục tạc tạc, đẽo đẽo gọt gọt, mình giống như hình ảnh của Chúa Trời. Chứ không phải là đục đục, mình giống như con ngợm, tỷ hay là con rồng, con quái thai đâu đó. Amen. Chuyên môn của mình là tạo người đấy. Cái chuyên môn của mình nhất đấy, chuyên môn là công nghệ làm người đấy anh chị em ạ. Còn mấy chuyên môn trong xã hội kia nó chỉ chuyên môn vặt thôi, nhưng nó cần trong công nghệ làm người, bởi vì nó cũng chỉ ra cho mình cái gì đấy để mình gợi ý cho công nghệ làm người thế nào. Ở chuyên môn đây là một cái từ gọi là professional đấy, professional, professionalism. Nên thế mà anh chị em nhớ nhá, cái từ chuyên môn đấy anh chị em đừng có hiểu là tôi đi học cái trường nào đấy là chuyên môn đâu nhá. Nó chỉ là cái công cụ thôi để mình tập huấn thêm cái gì đấy để mình vào trong xã hội được đấy. Rồi câu thứ 9 này, phân chia cái thời hạn này 5 năm, theo tức 5 năm mà mình 5 năm của cái bức tranh mà mình viết là câu 8 đấy, bây giờ mình cũng phân chia ra 5 năm như thế nào. Năm thứ nhất làm cái gì? Năm thứ nhất mình phải sao ạ? Mình phải là nhớ nó phải thực tiễn. Năm thứ nhất này, và nữa là mình trong đội ngũ của Hội Thánh Trời Thương nữa. Nên mình đừng có mà tách riêng ra xong mình đi con đường riêng. Tức là làm theo cách riêng đấy anh chị em ạ. Cách riêng tức là cách riêng, không phải cách của Chúa Trời, không phải cách của bản sắc của Hội Thánh Trời Thương. Tương tự như tôi nói anh chị em ấy, có người đến hội thánh nhưng mà họ cứ lông bông lôi thôi, cho hội thánh thì đầy thức ăn nhưng họ không ăn, họ cứ đi lung tung ra hội thánh khác, xong về hội thánh này xong họ cứ như là cái người ở đâu rơi xuống ấy, mình nói chuyện gì họ cứ xong họ bảo phải làm thế kia, những cái chuyện đấy mình đã làm từ lâu rồi, anh chị em hiểu ý không ạ? Thì giờ Ukraine đấy, tôi chị em đấy chạy cho chạy cho kia thôi, sau đi đâu học được cái gì thế, họ cảm thấy hay hay, họ đọc cái gì đời thứ hai hai họ về họ mục sư phải làm này phải làm đi. Ôi, chị ơi cái chuyện này làm từ lâu rồi chị ạ, mọi người biết hết từ lâu rồi, nhưng chị có đến hội thánh đâu, chị có học đâu nên chị có hiểu đâu à, thế à, tưởng hội thánh biết thế, mấy kia họ đang làm này hay lắm, thế giờ xã hội hay lắm, nhưng hội thánh đã làm rồi đã biết rồi, làm mà làm cái chiến lược cơ, làm mà đoạt được nhiều hơn cơ, chứ phải làm như lông bông như ở ngoài đời kia đâu, không có giá trị gì đâu. Năm thứ nhất mình làm cái gì này? Năm thứ nhất thì chỉ biết là tôi là thứ hai là trường thần học này, khối công việc đấy, tại khối công việc của nó đấy trong mỗi năm đấy, tại khối công việc đấy, khối lượng công việc của trường Joshua khi mình viết là tốt nghiệp trường Joshua đấy, thế là mình đã học cái đống bài học trong đấy rồi, khối lượng công việc tham gia trường thần Đức Trời thì đấy khối lượng công việc của trường thần Đức Trời. Amen. Rồi học college rồi đấy chẳng hạn đấy, thì khối lượng công việc đấy của cái trường đấy như thế nào đấy, nhưng mà rồi trung tâm cai nghiện trời thương là Emmaus nữa, là cái gì ở đây, học hay là huấn luyện ở đấy, anh em làm rõ ra nhé. Thì đấy biết là trường thật lũ trời ấy, thì đấy chỉ là nói chung thôi, tham gia đấy mình học hay là mình dạy ở trường đó, hay vừa học hay vừa dạy, viết rõ cái từ ra nhá, chứ không viết một từ trung tâm cai nghiện đâu, hay là phục vụ ở đấy, hay học ở đấy, hay là cai nghiện ở đấy, em Thủy ạ. À? Tại kia em hiểu theo học cô đấy Dạ 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 em đang sửa đây để là học trung tâm cai nghiện thì em đang phục vụ trung tâm hay là học trong trung tâm, tập tập huấn tập huấn tập học học để mới phục vụ được, chứ học hay là không biết phục vụ được. rõ viết À, rõ nhé. học học tại trung tâm cai nghiện. Chứ không phải cai nghiện trung tâm đi.
mình vô mình nghiện, mình được hai Tiếng nói nghiện là mình học làm gì, mình phục vụ gì trong tiếng nói trước, tâm mình học, mình phục vụ trong trong đấy như nào nữa. thêm học. Nếu mà khi nói từ phục vụ ấy thì mình sẽ nói là cả hiểu, là cả học thêm, tại phục vụ thì kiểu gì phải học rồi, Dạ. mà lại phục vụ là lại còn dạy nữa, Phải từ học. học và dạy, học và dạy, dạy không nó lại chuyện khác, hay học không nó chỉ lại khác. Còn phục vụ ấy nó sẽ là cả học cả dạy. Rồi sang câu 10 nhá. Câu 9 của chị Chia thế nào? Câu 9 chị Chi viết như thế. Rồi, chị Chi cũng vậy nhá. Trường thật lúc chị về biết khối lượng nó rồi, nhưng mà cũng phải biết là học hay là phục vụ hay là cai nghiện trong trung tâm hay nhá. Biết thêm đi. Biết thêm cho nó rõ. Lại viết càng bao nhiêu cho tốt đấy, thì mình đọc bao nhiêu cho đến lúc mình, thứ nhất là mình biết luôn chính bản thân mình này. Đấy, điều đấy là anh em Chúa đang làm cái lượng bài học này cực kỳ quan trọng anh chị em, vì nó đang định hình cho anh chị em đấy. Anh chị em phải thấy cái này là cơ hội tuyệt vời để anh chị em động đến chính số phận của mình đấy anh chị em ạ. Một cách rõ ràng đấy. Mình nói là học học trường thành học nước trời à. Vâng, chị. Nên là sau đó sang năm năm sau thì chị đã phục vụ rồi. Tức là Vâng. cả học, học Năm cả thứ phục vụ. hai là thứ ba, ví dụ ba là phục vụ rồi. Vâng. Thứ nhất có thể học thôi, năm thứ hai thì bắt đầu là phục vụ, tức là chị vừa học và vừa dạy cho người khác nữa. Dạ. Rồi sang đến câu 11 nhá. À đây câu 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 10 của em Thủy, đây đây câu 10 em Thủy mà cứ nói đi nói lại mà nói mấy lần. Viết này, vẫn chưa được đây này. Thì nói đối tượng tiêu này. Em Thủy nó vẫn viết là những chuyện không liên quan đến trời, là những công việc cứ không. Wow. Kéo Không, tay. vậy là cái bài đó bài cũ rồi, mới gửi cái bài 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 rồi á, tại vì có sửa rồi, bài đó là bài đầu tiên. Nhưng đây Cái cái bài vừa bài mới, mới đó. bài mà em Thủy đưa cho đây này, cái bài em Thủy chưa với bên xuống bài mới Mới đây này. vừa gửi đó. Đấy bài Dạ. mới gửi. Tại vì nó có nhiều lắm, cứ xếp vô á là bắt đầu sửa rồi để, sửa rồi để, tại vừa làm vừa học. Bây giờ bài này bài mới đó, bài bài mới vừa gửi á, phải sự cần coi bài đó. Em có thể viết đây, thì lại quay trở lại xem. Mình mở tiếp cái bài này xem nào. Với cả cái câu mà giá trị đấy nhá, nói nó nắc em Thủy đấy, cái giá trị mà em biết là giá trị hôn nhân gia đình đấy, nuôi dạy con cái, thì đấy không phải là giá trị, em nhớ nhá, đấy là cái phí chung thôi. Đấy, cái giá trị đây là nói chúng ta nói về cái đức tính. Câu hai đấy, câu hai của em đấy, Dạ. tính là yêu thương này, kính sợ Chúa này, trong sạch này, thánh khiết này, dâng mình này, siêng năng này, chân thật này, ham học này, khiêm nhường này, cẩn thận này, gì Ví dụ ABCD lý, đấy. giá Đấy. trị lãnh đạo thì sao? Lãnh đạo thì cần sáng tạo này, trách nhiệm này, siêng năng này, khôn ngoan này, cần đến yêu thương này, đúng giờ này, kỷ luật này, đấy, rất nhiều để giá trị sáng tạo lãnh đạo. Trong đấy có nhiều cái có thể trùng với nhau mà. Vì mỗi một cái mục tiêu của mình ấy có thể có nhiều cái nó trùng với nhau. Rồi đối tượng mục tiêu nhá. Đối tượng mục tiêu, Ok. đối tượng mục tiêu rồi làm chuyện này, sau đó Ừ. đối tượng mục tiêu. Đối tượng không mục tiêu tức là đối tượng mục tiêu gián tiếp đấy. Từ đây tôi dịch ra cái từ đấy nhưng mà nó là đối tượng mục tiêu gián tiếp, là người chưa từng biết Chúa bày tỏ Chúa để họ nhận biết lẽ thật. Người em viết lại rồi thì đối diện Còn không mục chưa làm xong nữa ta. tiêu. Rồi đối diện không mục tiêu, đối diện không mục tiêu là cái người mà là bày họ. Còn chị Chi thì biết thế nào? Chị Chi viết đối tượng không mục tiêu của chị, đối tượng mục tiêu là người, mọi người tôn giáo nhé. Đối diện không mục tiêu là gián tiếp ấy, là những con Nó này. thực cường coi câu 10 của em đi, tại vì Đó. problem cái câu đó. Rồi. Cái em bây giờ em ghi về nè, cái bài này bài mới nè, đang còn sửa. Đối tượng mục tiêu của tôi là những dân trong trong các tôn giáo và những người lãnh đạo trong Rồi tôn giáo, thế rồi thì việc nghi thức nghi lễ, rồi bây giờ đưa ra những cái nan đề của những người lãnh đạo trong tôn giáo. ok được rồi, bây đang đang tìm được đối tượng không mục tiêu của em mà, để chỉnh sửa đối tượng không mục tiêu, và những cái gì được thì tôi không nhắc lại để cho nó không mất thời gian.
Bây giờ 11 giờ đêm rồi mà. Và đối tượng không mục tiêu ấy là những người chưa biết Chúa. Thế là đối tượng không mục tiêu. Còn chị Chi thì viết chuẩn hơn một chút là đối tượng không mục tiêu. Đối tượng không mục tiêu hay đối tượng gián tiếp ấy là những con chiên trong hội thánh. Tại đối tượng mục tiêu trước, mục tiêu của mình là lãnh đạo mà. Đối tượng mục tiêu của chị là lãnh đạo trong hội thánh. Đúng không nhỉ? Đối tượng mục tiêu của chị Chi biết là làm mọi người nghiện tôn giáo, mọi người nghiện tôn giáo. Thế còn đúng rồi, tại trong bầy chiên cũng có nhiều người không nghiện tôn giáo mà, họ chỉ đi đến hội thánh, họ chỉ đến đến chơi thôi, đến họ không nghiện, họ đến theo đám đông thôi. Còn người nghiện cơ, những người nghiện, người kiểu sùng bái đấy, những người kiểu dòng Pharisee đấy, người rất là sùng bái, sùng đạo đấy, đến là người nghiện. Có người đến lúc được được buổi cái được được không đấy thì đấy không bị nghiện. Thế đối tượng gián tiếp thì người thân của họ, người những người không tích cực trong hội thánh, đi hội thánh cho có những người trang mạng, những người trên internet đấy mà mình giảng đấy, đấy thì đối tượng không mục tiêu đấy, chạm vào họ. Tất nhiên là có tạo trong hội thánh vẫn trên mạng đấy, mình chạm vào họ. Để chạm họ ở đây là kiểu là chạm cả về lý, chạm cả trên mạng, không gian mạng. Được câu 11 nhá, miêu tả dân, dân của bạn thì chỉ viết đúng rồi là năm quốc gia châu Âu, năm quốc gia năm châu này, quốc gia cả thế giới luôn. Để chúng ta chủ viết thế giới không, nhưng chúng ta bắt Hoa Kỳ và Việt Nam thì chúng ta đang ở đây và chúng ta người Việt Nam, nên bắt đầu ở đấy. Tôi không bắt đầu Nga, đầu từ Hoa Kỳ chẳng hạn, thì bắt đầu từ năm nay đấy, bắt đầu từ Hoa Kỳ và Việt Nam. Và tiếp nữa, cái vùng dân cư đấy thì nó rất nhiều, tại quốc gia thì vùng dân cư nó đông mà, bắt đầu từ cộng đồng người Việt tại Houston, và nó sẽ dân số của cái cộng đồng đấy nó khoảng 400.000 người. Chị biết là đúng rồi, trước chị viết là bị sai. Em Thủy này, em Thủy viết là quốc gia, là đây câu 11 viết sai này, quốc gia lại hơi Việt thì thế, ta phải Hoa Kỳ hoặc là Việt Nam. Cái quốc gia không phải là người Việt Nam tại Hoa Kỳ không phải quốc gia, đấy là sai người ta. Rồi câu vùng dân cư của em không chỉ ra là cái gì này, dân tộc Việt Nam và dân số chỉ 5.000. Như vậy là khi cái câu này nó miêu tả dân của bạn là ai đấy, thì đọc cái này thì chỉ hiểu là à, dân của em số lượng chỉ 5.000 thôi này. Thấy không, em viết 5.000 nên là nhắc lại em Thủy cái câu đấy là em Thủy không làm không được thôi. Ủa em chưa có viết, em chưa cái câu nào mà có 5.000 trong đó, em chưa có viết con số nào 5.000 ở trong đó trơn, em Em viết tìm đấy, hoài mà không ra. dân số đấy, năm dân Dân số năm số của em ghi 5.000 đó. năm ngàn ha. Em bật câu 11 của Ủa em ra, sao trong viết câu nè, mười cái một câu 11 của em là nó chỉ có cái bảng không à, bởi vì cho nên em làm bảng đấy em viết đấy, em viết trong cái bảng đấy là dân số năm trong cái ngàn đấy, bảng năm ngàn này. Em viết chữ 5.000 đấy. Rồi quốc gia em viết là người Việt Nam tại Hoa Kỳ đấy, thì câu đấy là sai. Đấy nó quốc gia thì Hoa Kỳ. Phải 5.000 người gì? Dân Rồi tộc rồi thì, rồi dân tộc thì Việt Nam. 5.000 người ta Việt ghi định cư tại Texas hay ở đâu? viên Đấy. hả? Thôi. Còn đâu là nếu em ở phía quốc gia là Hoa Kỳ nhưng mà dân của em như thế thì dân gì, dân đấy là dân, dân như thế là họ sẽ hiểu là dân của em ở Hoa Kỳ thôi. Thế em không được, Việt Nam là một này, dân này sẽ em không được đi châu Âu này, không đi châu Á, châu Phi, châu Úc là em không động đến, đúng không? Dân của em chỉ ở Hoa Kỳ, nên em viết quốc gia là Hoa Kỳ đấy thì hiểu là dân em chỉ Hoa Kỳ, thì em không không dính đến Việt Nam. Nếu Nói người chung Việt là những người châu châu Á. nhưng người châu Á ở đâu? Tại vì đây nó viết từ quốc gia mà. Các quốc gia Hoa Kỳ, Việt đâu? Nam. Thì mình lại phải viết vào. Bác Sở Cường ơi, bác Sở Cường. Bác Dạ. Sở Cường có thể chỉ dẫn lại, có thể là nhiều khi tụi em cũng có những ngôn từ tụi em chưa có rõ đó. Thử ra có thể chỉ dẫn cho chúng em cho những cái ngôn từ nó đúng vào Dạ. luôn ạ. Thì anh Đấy. chị em mình khi mà mục sư Cường giảng mình nhớ ghi ghi nốt lại để mình dùng từ cho đúng đó. Quốc gia dân tộc như thế nào đó để trong cái lời cầu nguyện sau này giống như anh Trung cũng để ý luôn,
Mình cầu nguyện cho đất nước, cho dân tộc gì đó, cho đất nước Hoa Kỳ. Dạ, thì ta sẽ cường dạy thêm cho chúng em thêm phần cái ngôn từ cho nó đúng luôn ạ. Quốc gia là đất nước đấy, quốc gia Dạ. là country đấy, country đấy. Dạ. Vâng, thì anh chị em biết là quốc gia đấy là Hoa Kỳ, nhưng mà như chị chi biết đấy là các châu lục, năm châu lục luôn, là vì khải tượng chúng ta là năm châu lục, Vì bây giờ ghi khái tượng ao là năm ao châu lục, beta. vậy là quốc Dạ. gia là năm châu lục. Năm cái vòng, nên là em lấy cái bài của chị Chi hoặc bài của mục sư Hoài Hương này đã viết đấy, các quốc gia năm châu đấy. Họ bảo tại sao thế, tại vì là trong khải tượng hội thánh chúng tôi như thế, mà tôi ở trong hội thánh này chúng Phần tôi là cùng một đội ngũ cả, nên khải tượng của cha thông linh của tôi là của tôi, và tôi rồi chỉ, rồi hiểu rồi. nhưng mà ở trong cái là bắt đầu từ USA và Việt Nam đấy, bắt đầu từ Hoa Kỳ Nam, bởi vì cái bắt đầu thôi, vì thế mình giải thích được nghĩa và cắt nghĩa được hết cho nó chuẩn, cho đúng cái câu đấy. Đó, nó thích cái câu đấy. Rồi lại rồi tiếp nữa là vùng dân cư ấy, ở phía dưới đấy thì tại vùng cư nó rất nhiều, Hoa Kỳ rất nhiều vùng dân cư, Việt Nam cũng rất nhiều vùng dân cư, nhưng bắt đầu mình nhóm là bắt đầu từ cộng đồng người Việt ở Houston. Còn cậu nên bắt đầu từ đâu đấy, nếu ở Việt Nam đấy thì bắt đầu từ Hải Sài Gòn, từ Đồng Nai, Biên Hòa, ABC thì Yến ạ. Nhưng mà viết Đồng Nai, Biên Hòa đấy, có thật nhá, chứ đừng có viết có mình bỏ đấy đâu. Nên mình bắt đầu đấy, thật ở trong đó đấy. Ủa cái còn thời gian sau này sắp định chứ. Mình phải viết cái gì cho khả thi nhất, mà mình viết là không viết cái lông bông, mình viết cái gì khả thi, viết một đời sống tương lai của mình, mà mình chỉ mình viết bậy à, mình viết cho nó có đỡ rồi, mình lại có thái độ rất là thật với tương lai của mình, mình đang viết tương lai thật của mình, mà mình đang lập trình kế hoạch thật của mình, mà đây có phải viết chơi đâu, đây có phải viết đâu, thì cứ viết ra để trả thi cho xong. Nam ạ, thái Giống độ như của mình Nam đang bắt đầu từ cái dân tiểu số đó, Nam đang giúp cho một số người đang ở bên miền tiểu số đó. Nam, trên Lai, Nam không giúp đó, cho cô mấy con mục thì không biết sư. trông rồi, cái cô con thì con chưa xác định được cái vùng địa điểm dân cư nào, cộng đồng nào, nên con biết trông là Việt Nam Dân cư trên thôi mạng chứ có dân, nó có từ vùng dân cư cộng đồng mạng, có thể có rồi, đó. bây giờ nó dùng đến mạng xã hội rồi, mạng internet rồi, nó giới hạn ở địa điểm vật lý nữa đâu. Dạ thì trên mạng thì cũng cũng đâu được, nhưng mạng là cái đa số là những người gián tiếp thôi chứ, còn muốn trực tiếp dạy dỗ họ, huấn luyện họ phải phải mình trực tiếp chứ, không Thế tiếp mình đã viết, được. mình đã viết gì, mình đã viết cái gì, mình Nam cũng không huấn luyện trực tiếp được, mà Nam đâu huấn luyện trực tiếp đâu, Nam có dạy ai trực tiếp không, không, Nam toàn dạy qua mạng, thấy không. Cái đó là chỉ là giống như là khóa học thôi, còn mình muốn huấn luyện họ là mình phải Cũng qua mạng, trực tiếp bước đầu Nam ạ. À, đang Nam mình đang nói là start bước đầu. Nam có trực tiếp thì Nam chỉ làm được một rất nhỏ thôi, Nam có trực tiếp thì Nam sẽ không bao giờ thực hiện được sứ mạng của Chúa dành cho mình, bởi vì không sử dụng các công cụ là mạng xã hội, không sử dụng các gì ở các tài nguyên mà ban cho rất nhiều ở những thế kỷ sau này, những thế kỷ mới. Học Tức thức càng sẽ thêm lên. là Nam đến tư duy tôn giáo, đi tôn giáo là nó cứ bảo nó phải thế này thôi, bắt Chúa phải là thế. Ừ, thế thôi, thế con đi bộ đi, giờ này họ đi ngựa đi đủ các thứ, thế mà con cứ thích đi bộ thôi, nó thích đi bộ, đi bộ đi, và đến 10 năm sau mới đi được vòng quanh trái đất được một lần, mà trên đường đi đấy bị gãy chân, gãy gãy cẳng bao nhiêu lần rồi, vậy đi bộ nên ban công cuộc làm phải lấy hết ra, nên đừng cũng Bữa trước một sư kêu không không được học online, cái gì cơ, sư không bữa trước một họ sư huấn luyện phải phải trực đúng rồi, đây con. huấn luyện trực tiếp là có những buổi retreat là tiếp retreat mà có Ừ, ơi cái online chuyện này hơn là không có cái gì cả Nam ạ. À, nó hơn là không có cái gì cả, mà khi online mở hết cả video lên, mở mở video lên xem, ngồi cẩn thận, không thì online tắt, mình tôi thích làm thì chả biết là on 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 cái gì đấy. Nên đến khi sau này mình học, mình không có chuyện là ngồi kiểu như là
huấn luyện người ta đấy, mình không tự huấn ở tôi, mình hiểu thế rồi sau này mình học để nghĩ hết mọi người đều phải là thờ vượng nghiêm túc, tất cả mọi nghiêm túc. Nên là cái vùng dân cư của mình ấy là cộng đồng Việt Nam tại Houston này, và thêm nữa anh chị em, thêm nữa là cộng đồng mạng đấy anh chị em ạ. Tại vì cái dân của mình đấy, trong cái dân của mình là dân đối tượng mục tiêu trực tiếp và đối tượng mục tiêu gián, nhưng tất cả này nó phải liên quan đến nhau hết. Dân của mình động về vật lý thì mình không bao giờ động nổi được được đến 600.000 người. Mình động mạng thôi. Bây giờ chẳng hạn động cậu Nam này, thấy không? Nam của Hiến từ trước này chưa nhìn thấy cậu bao giờ cả, bằng xương bằng thịt cả. À luôn. Từ bây giờ Rồi bây giờ chị này, chị Chi, ai là dân của bạn này, là quan điểm sống là thay đổi, là muốn thay đổi sống mình nhá. Giá trị, tức là giá trị dân của chị chỉ có người là gia đình ấm no hạnh phúc thôi, đúng không? Sở thích, thích học hỏi, nếp sống quan tâm gia đình. Thế có người không quan tâm gia đình tức là không phải dân của chị, đúng không? Tại vì chị đang miêu tả dân đấy. Còn những cái chuyện mình biết là không quan trọng thì đấy là tổng thể. Còn nếu mà chị biết đến cái chuyện là không quan trọng hay là sở thích, tức là chị động đến hai chân của chị, ví dụ bài thi chẳng hạn này, chị biết tìm hiểu học, người không tìm hiểu câu hỏi thì đấy không phải là dân của chị. Em Thủy cũng thế, em Thủy cũng biết là giá trị là yêu thương, tức là người nào yêu thương thì không phải dân của em, đúng không? đấy không quan trọng mà. Vâng, mình phải biết là không quan trọng, hoặc là mình lấy cái gì đấy Không, đó, hoặc một là giá trị chung chung á, với giá trị người nào cũng muốn tốt, gọi là biết muốn sao bây thay giờ mình đổi, biết rồi, cái nào mình ai đã cũng biết mình muốn nói thay là đổi trở tôi không biết, nên chứ mình không có để vô tùm lum như vậy là mình không biết không, mình biết là không quan cho trọng, nên không quan trọng á, hay hơn là tôi không biết. là cái gì cũng được Thôi không, tại vì không hiểu mình để không biết luôn, Không mà sao không để cho được, vậy, để cho khi mà mình quan trọng nó hay hơn, tại vì mình người tốt hay không hay gì mình cũng không cũng cũng thử được hết. vâng, còn đâu Vậy em còn em biết nay không biết, ủa vậy không khe, vậy là giống như là ôi tôi không không, biết là của tôi vậy. không biết có nghĩa là mà khi mà Pastor Cường duyệt bài ấy, là có nghĩa là mình không có hiểu phần đó để Anh cho Pastor hai Cường. em Thủy thì nói đang đang nói về cái đề tài khác rồi. Thí dụ đang nói là cái mà cái dân không quan trọng, dân nào con cũng hốt vào, Như nào cũng thì được. đang nói như vậy thì em Thủy lại nhảy vô là khi không biết, thành thử không có ai hiểu được ý em. Ý Tại thôi khi để ừ. cho xong cái phần này đi đã Là vô lý đúng rồi rồi bắt đầu mới không? hiểu Bây được. giờ không biết thì làm sao mà mình tận đến họ. Thành thử ra nói nó không có đúng thời đúng lúc là nó ra cái ý khác. Em hiểu được cái ý của em Thủy rồi, em Thủy chờ xong cái việc của sửa cái bài câu này xong đi rồi em Thủy biết là à vậy là con bị em biết rồi, vậy lần sau em sẽ muốn cái trí óc của em nó hiểu được chuyện nhiều hơn. Thứ nhất là em gọi trực tiếp với bác Sở Cường, em hỏi câu này nó như thế Vậy nào, là bây giờ hoặc là bây giờ cái em chỗ mà ghi để vào giá trị yêu em thương ghi đó vào là cái câu không nào biết hả? không biết thì em bắt Không, cái đầu chữ ghi nốt thương không vô. quan trọng, vì dân của mình Không nếu mà quan mình trọng. những người yêu thương em làm thôi thì những người người ta em không yêu thương người ta, em không phục vụ người Ờ, ta. sao mình đến để mình đưa cái giá biểu lộ Chúa cho cái người đó được. Bây giờ em Đó, chỉ cái khúc bây này giờ chị là mới em chưa có hiểu khúc hiểu. này nè, thì bây giờ chị mới hiểu khúc này là tại sao mình phải để như vậy. Đó, bây giờ bắt đầu hiểu. À, thì ra như vậy. Đó. Thì Tự bây giờ nhiên mình mình nghĩ ngồi là thêm, mình bắt đầu học thêm. yêu thương mình nói ồ về là mình chỉ quan trọng người yêu thương, mọi người mà người ta không ra gì thì mình không quan trọng, không khe hả, Mình không phải rải rải ra cái giá cái trị này khác không xong phải. rồi. Bây giờ mình mới hiểu, tại vì cái giá trị giống như là mình sẽ dạy cho người ta gì á mà, hiểu không? Chưa hiểu rồi đó, Mình là đâu có biết đâu. thì bây giờ bắt đầu bây giờ hiểu mình rồi, mới em để Thủy vô là hiểu cái giá trị rồi. đó là yêu Bây thương, giờ bác sẽ là người cứ ta như tới vậy là để nè. mình yêu họ đó, chứ không phải là mình chọn cái người nào yêu thương thì Em Thủy mới hốt hello, vô, mình hai mới câu có hỏi. hiểu. Em Thủy học câu hỏi đi. Câu hỏi nó nói là ai là dân của bạn, miêu tả dân của bạn chi tiết Đó bằng, xong Tại em mình hỏi cái không câu hiểu hỏi cái hỏi.
Tôi nói anh chị em hãy đọc kỹ hỏi đi trước khi mà Bởi viết. vậy Anh không hiểu câu chị hỏi gì ạ. em Không đọc đi đọc lại câu hiểu hỏi đi. câu Hiến thế, Hiến hãy đọc kỹ câu hỏi đi xong hãng viết, đừng có mà cứ viết luôn. Sao viết toàn lung tung rồi, viết toàn chỗ khác rồi. Người ta hỏi 1 cộng 1 bằng mấy? 5 cộng 3 bằng 8. Xong rồi tôi đúng chứ, 5 cộng 3 cộng 8 bằng mấy? Xong rồi cãi cố, xong rồi cứ bảo thủ thôi. Mà người ta thì hỏi 1 cộng 1 bằng mấy thì mình cứ cãi là 5 cộng 3 bằng 8. Thế cái người đấy không tập trung đấy. Không tập trung là vì thế mà tại sao là thiên tài nó mất luôn đấy. Nên là vì đấy, đấy đấy là cái nhược điểm của mình đấy. Mình nhìn cái thói quen của mình, thói quen là không thời hợt, không tập trung. Đấy, thói quen đấy. Để phía dưới mình có làm việc đấy là thói quen hời hợt, bộc trục hời hợt, nông cạn, suy nghĩ nông cạn đấy, thì mình phải đối diện sang kia tí nữa, tí mình sẽ quay đến câu đó. Nên câu hỏi của mình, câu hỏi là miêu tả dân của mình, dân của mình là giới tính, dân của mình là không quan trọng, nam nữ được hết, thậm chí là đồng giới chuyển giới mặc kệ, xử lý hết, học thức là không quan trọng, họ có thể cao học hay thất học mặc kệ được hết, quốc gia ở đâu, quốc gia thì có thể không quan trọng cũng được, viết cái từ đấy cũng được, để năm châu luôn được, hoặc nó không quan trọng cũng được, ở đâu cũng được. Quan điểm sống của họ gì là gì, họ chịu khó, em thì biết là chịu khó thay đổi tâm trí. Thế thì nếu thế thì những dân này là dân này sẽ khó rồi đấy, bởi dân dân mà thay đổi tâm trí là dân bắt đầu có thì có chiều hướng tiến bộ rồi đấy. Tức là cái dân mà em thì viết thế này, thế dân này dân rất là cao thủ đấy. Còn của em ghi là thay đổi đời sống mình được. Vâng, tức là người muốn muốn hạnh, quan điểm sống ấy là muốn hạnh phúc chẳng hạn này, quan điểm sống ấy là muốn tốt, muốn hướng thiện, quan điểm sống là hướng thiện chẳng hạn này, muốn hoàn thiện mình, hay là không quan trọng cũng được, để có người quan điểm sống thế nào cũng được, gió chiều là theo chiều đấy, nên mình có thể viết là không quan trọng cũng được, tại ai mình cũng tóm hết mà. Tại những cái vùng kia, những cái giá trị của họ hầu như là mình không quan trọng thật, lứa tuổi cũng không quan trọng luôn, bởi vì cái trẻ con cũng chơi mà người già nhiều tuổi cũng chơi hết. Còn nếu mình viết là trên 18 tuổi thì tức là 17 tuổi mình không không động đến rồi, không phải dân của mình rồi, nên viết như vậy. Hoặc là từ 18 đến 50 thì 51 thì thôi ông đi bên, bên chỗ khác nhé, tôi không động đến đâu. Nam Nhưng mà một sao cái này á, là ghi cái này để những năm tiếp theo mình có cái phương hướng để mình tập trung ok thôi, chứ còn rồi. mình còn có thể thay đổi được mà, Đó, chứ tất đâu nhiên phải là mình mình cứ giữ. đúng rồi, đây là mình đang nói cái dân nhé, mình có thể nói thế này này, mình có thể hai cách. Nhất mình nói là cái dân thể của mình, cả cái chiến lược tổng thể của đời sống mình viết như thế không quan trọng, hoặc là châu lục năm có quốc gia, Buồn ngủ dữ lắm hoặc là mình viết này, cái đi. dân gọi đến trong một cái giai đoạn đầu cuộc đời tôi đấy, đấy thì mình viết như thế. Xúc Còn nếu ai lắm. dân bây giờ hay dân đời đời cho mình, có những giai đoạn nhỏ mà ở đây mình học rồi, mình học chiến lược đấy là dân tổng thể, nên nếu thấy cái bài này nếu mình viết mình không có một cái nhỏ hơn đấy thì sẽ dân tổng thể luôn, là không quan trọng, không quan trọng, không quan trọng, toàn là không quan trọng hết, cái gì cũng được hết. Nhưng mà mình nếu như Nam muốn viết đấy thì Nam viết đấy là đây cái dân mà tôi sẽ gọi để phục vụ theo cái Đi đầu đời của tôi ấy. vô đây Nhưng mà đi, đấy, như là cái vốn đầu đời của mình đấy, cái vốn vốn của mình đấy, Nam nhớ không, cái vốn người kinh doanh đấy, sau này không tỷ nghe phú được cái gì. tỷ đô đấy, thì bắt ông làm từ đi quét rác chẳng hạn đấy, thì vốn tôi là quét rác, thì tương tự vốn của tôi đó là âm nhạc, vốn tôi là vẽ họa sĩ, thì đấy cái vốn của tôi thôi. Thì Nam viết như thế, nếu cái dân của tôi cái, là dân hội họa, cho lĩnh vực hội họa như là cái giai đoạn đầu của sứ mạng của tôi ấy, thì miêu tả cái dân đấy mà cái đấy là cần đấy, cái là cần đấy anh chị em ạ, tại vì cái chương trình của mình đấy thì mình sẽ phải vẽ như này mà anh chị em ạ, đúng không, anh chị em hiểu ý không ạ, tức là các cái dự án của mình đấy thì mình vẽ cái dân nó phải như thế đấy. Còn hiện tại mình nói cái dân tổng thể, bởi vì cái dự án của mình là tổng thể hết cả đời mình thì nó chuyện khác. Ừ, cái hội thánh, cái sứ mạng của mình nó lớn quá nên thế nào cũng được, cái này mình xài hết. Thế nhưng mà khi mình viết dự án ấy thì cái dân này bắt đầu mình thu nhỏ lại, cái dân theo dự án ấy, vì cái dân là cai nghiện ấy thì bắt đầu mình thì bắt đầu giới tính nam nữ, đồng tính luyến ái không chơi, ví dụ thế chẳng hạn, lứa tuổi từ 18 đến
55 thôi chẳng hạn, chuyên môn đấy ABC nào đấy, thì lúc đấy là nói về cái dân ở dân cụ thể trong cái dự án nào đấy. Nam hiểu không Nam? Rồi. Còn nếu cái dân này nếu mà ông bảo quan trọng đấy thì anh chị em phải giải thích luôn cho ông, cho giáo viên nhé, giáo sư mà hỏi mình đấy thì giải thích đấy, tôi viết thế bởi cái dân là dân tổng thể của tôi nên như thế. Còn nếu mà nói cái dân cụ thể cho một cái dự án nào đấy thì tôi sẽ viết là giới tính thế này, học thức thế này, quốc gia thế này, điểm dân cư thế này, dân số thế này, dân tộc thế này, tình trạng gia đình thế này, sở thích thế này. Còn vì tôi tổng thể nên là không quan trọng, không quan trọng thế nào cũng được, tại tôi phục vụ hết. Thế nha anh chị em nhá, hiểu chưa? Nên anh chị em có thể viết lập tức viết hai cái bảng cũng được, mà viết cái bảng là cái dân tổng thể của đời sống tôi, xong viết thêm cái bảng nữa Nam ạ, có thể viết luôn đấy, làm viết luôn. Cường, em cho em nói chút xíu được không? Cái giống như bắt đầu mình đi đó, mình đi tổng thể đó, để mà mình đụng chạm tới, bắt đầu khi cái đợt sau, những cái đợt sau này thì mình bắt đầu lọc lại. Nhưng mà cái khởi đầu là mình phải đi tổng thể. Đúng không bác Thừa Cường? Vâng, tổng thể có bức tranh toàn cảnh của mình đó này. Đó, sau đó là bắt đầu mình lọc lại cái đợt sau. Nhưng mà cái khởi đầu thì mình cũng phải đi chạm hết tất cả các dân như vậy. Mình tổng mình nhìn thấy mình làm, sau đó mình sẽ tóm lấy một Lọc lại, chất lọc lại. tới cái dân, tức là cái dân tổng thể là mình sẽ bắt nhé, sau đó cái dân là sẽ bắt đầu tiên, tôi tóm cổ đầu tiên đấy. Đúng Anh em rồi. ví dụ như anh chị em bắt một con người nhá, thì anh sẽ bắt cái gì đó đúng không, nắm tóc của họ này, nắm tay họ này, nắm tai họ này, nắm áo của họ này, nắm nắm chân họ chẳng hạn này. Đấy, nhưng bắt họ đấy thì phải nắm cái gì đó, thì mình nhìn là à, họ là cả người họ luôn. Thế nhưng mà cái điểm tiếp xúc của mình đấy đó là cái chân của họ, hoặc là cái tóc của họ, mình tóm cổ, tóm tóm tóc của họ. Thì đấy cái dân ấy, cái dân mà mình phục vụ đầu tiên để bắt đấy, nó là cái đấy, thì dùng như thế. Vì thế mà đây anh chị em có thể mở thêm hai bảng, thêm cái bảng nữa hoặc ba bảng cũng được, từ Nam nhé. Cái bảng tổng thể mình viết là cái dân tổng thể của tôi, thế còn cái dân mà tôi làm để phục vụ đấy, tốt nhất là anh chị em làm hai bảng đi, để mà có hỏi đấy thì họ sẽ bảo ô tổng thể thế nhiều quá, họ có thể là gây cú pháp cho họ, có thể là ai đó họ chưa hiểu, mình giải thích họ chưa hiểu hay không muốn hiểu, mình sẽ giải thích luôn và sẽ không còn cớ gì để mình giải thích đó xong hết rồi. Nói đến cái tổng thể của tôi vì hội thánh của tôi rộng như thế nên tôi phục vụ hết, dân nào tôi cũng chơi, cửa tôi là mở ngày đêm đều không đóng mà, nên dân nào tôi cũng chơi. Thì tất cả điều của mình nói đều là có cơ sở hết kinh thánh anh chị em nhé. Vì năm đấy tương trong năm châu lục đấy, năm vòng cửa tương trự cho năm chức vụ quản trị hội thánh đấy, cái gì tôi chơi hết là như thế. Điều của chúng ta đều có câu kinh thánh hết, đều có lời Chúa khẳng định hết, nên là các mục sư ấy không thể vặn vẹo được mình. Họ chỉ biết là ôi hội này nó tin nhiều quá, quá sức của mình không tự nổi thôi, còn mình cứ phải tin thế đã. Nhưng mà sau đó mình cũng phải phải sao ạ, rút nhỏ lại, thu nhỏ lại cho điều họ hiểu, thu nhỏ lại để mức độ họ có thể hiểu nổi. Bắt đầu mình chỉ ra bây giờ tôi nói cái dân của cái dự án cai nghiện ma túy của tôi tại cộng đồng Houston đây, nên mục sư Hoài Hương có thể thêm luôn cái bảng cái dân của mục sư đấy, mục sư ạ. Để khi mà làm đấy thì mình sẽ nói thêm, anh chị em cũng thế, anh chị em làm hai bảng luôn, anh chị em nhớ không, làm hai bảng luôn nhá, một cái dân mà tổng Thêm. và một cái dân, một cái bảng nữa của cái dự án. Thí dụ chị viết là cái dân của dự án giúp người gì đấy, NNB gì đấy, NLGBT à, LGBT. LGBT là cái người đồng tính đó, đồng giới đó. là những người gọi là cái cộng đồng gọi là N là lesbian này, G Đúng là rồi, gay, B là bisexual này, rồi T là transsexual gì đấy, Bisexual. transsexual. Đấy thì viết luôn hai cái nhá, để mà không bắt bẻ được mình nữa, xong chưa? Rồi. Mà anh chị cũng hiểu luôn, hiểu cái dự án sắp tới mình sẽ làm cái gì.
rồi Thì sao bây giờ viết nữa thì đâu có kịp. thì cứ làm đi chị, cứ làm đi, thêm với cộng kịp với chị, đêm nay phải làm cho xong xong luôn đi. Câu 12 là viết ra chương trình hay tài trợ grant làm dự án bạn cần kiểm tra phụ dân của mình đấy, thì phục vụ ấy, thứ nhất là có thể viết thêm đấy là các chương trình này này, chương trình tài trợ, chương trình gì, chương trình ma túy, chương trình hỗ trợ ABC gì đấy, được rồi, cái chương trình phục vụ cư dân đấy, mình viết tên thôi chứ mình không viết cụ thể chương trình như thế nào. Rồi sang câu 13, chứng minh chính bạn là người được gọi cho dân tộc đó, thì mình phải chứng minh mình có mấy cái điểm để chứng minh được. Thứ nhất là mình phải là nạn nhân và mình trải nói mình trải nghiệm. Thứ hai là mình có cái sự mà thai nghiến nó đấy, tôi trải nghiệm mà có thai nghiến đấy. Thứ hai là mình có khải tượng cụ thể, tức là khải tượng nói là Chúa tỏ cho đấy, để mà thực hiện đấy. Và thứ ba là mình có chương trình để phục vụ cho họ, tại không có chương trình thì mình sẽ không làm được nhá anh chị em nhé. Thì mình chứng minh mà, đúng không? Tức là mình thuyết phục được cho người ta, tức là mình ấy, bản thân mình rất muốn để mà của họ, mình đã trải qua cái nỗi đau rồi, mình khát khao điều đó, và mình đấy là gánh nặng của mình, đấy là cái sứ mạng của mình muốn lắm, mình có khải tượng là điều đó. Ok được rồi, thế chương trình của bạn có không? Chương trình chưa có, việc cầu nguyện sẽ ra. Thế thôi, họ bảo thế biến ngay, đi về nhà gửi xe Nam nhá, phải có chương trình đấy thì mới giúp được. Còn cái khải tượng mà không có chương trình thì cũng không phải là khải tượng đâu nhá, nó chưa được, nó chỉ là bước đầu thôi, nó chỉ là nguyên liệu thô thôi. Nên là câu 13 của em Thủy là sao nào, chưa có chương trình đâu nhá em Thủy, đây chỉ là tôi sẽ dùng mọi tài nguyên tài năng thôi, đây là không có chương trình, đây chỉ là cái gọi là sự nóng cháy của mình thôi. Câu em Thủy viết đấy, câu 13 đấy, câu 13 này nó chỉ là trải nghiệm thôi, cái điểm số 4 của em vẫn chỉ trải nghiệm thôi, tức em còn thiếu cái điểm là phải có chương trình. Chương trình của mình là chương trình công nghệ làm người đấy, công nghệ làm người đấy, tại khi mà cái chương trình rất là innovation của mình đấy, rất tiến bộ của mình khác thường đấy, là công nghệ làm người, tôi bóc tách con người cũ con người mới, con người cũ là con người tôn giáo nên nó chỉ có cắm đầu cắm cổ vào tôn giáo thôi, và Chúa chỉ ra như thế nào thì nhưng mà chỉ con người mới thì không tôn giáo, con người mới con người nước trời không tôn giáo, con người mới bóc tách ra và xây dựng con người bằng cách xây dựng con người mới, chương trình đấy sự của bản thể đấy, con người mới được sinh lại ra sao, linh hồn làm việc thế nào, linh hồn là cái gì, trật tự của người là cái gì, thần hồn xác hài hòa phục vụ như thế nào, trong trật tự gì. Rồi đến câu 14 nhá, kế hoạch làm việc của bạn với dân của bạn trong 5 năm, 2 năm cũng được, 5 năm được, nhưng chúng ta viết hết 5 năm, bởi vì chúng ta cái dân của mình là 5 năm mà, và cái dân đấy là mình viết ở đây cái dân của mình cũng viết 2 phương án cũng có thể được Nam nhé. Thứ nhất là dân nói chung, cái dân của cái dự án mà mình đang làm, dân cai nghiện hay là dự án gì gì đấy, được chưa anh chị em? Nên chị em làm thêm đấy, làm thêm cái phần đấy, tốt nhất là cứ làm thêm dự án với cái dân cai nghiện nữa, cái dân của dự án của mình ấy, để cho không ai bắt bẻ mình nữa, mà chính mình cũng đã làm 5 năm của mình với cái dự án với cái dân đấy, để mình tại vì sau này cái những cái tương lai này, những cái bài học này mình sẽ thực hành hết anh chị em ạ, nên đừng có tưởng là khi học xong cho bảo vệ sau mình hơ lên bây giờ nhận đi rồi hơ thế là thôi thả phanh, không đâu, nghỉ một tí thôi sau đó lại vào cuộc tiếp, mà vào cuộc bây giờ đời sống thật thực tế thật, chứ không có ngồi viết 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 xong rồi lấy bằng không đâu, mà học thật, viết thật, làm thật, dự án thật, không còn dân trên giấy nữa rồi, trên máy tính nữa rồi, mà dân thực sự luôn. Câu 15 nhá, lập ngân sách sự kiện bạn tổ chức. Rồi chị viết khá tốt này, ta viết ra chương trình này,
thì muốn có như viết thẳng vắt ngân sách ra ấy, thì sẽ không thuyết phục mấy, bởi vì người ta sẽ hỏi tại sao tại sao tại sao, anh chị em ạ. Nên là tốt nhất ấy, để vào ngân sách, mà ngân sách ấy, nó phải xác định từ cái chương trình, từ cái sự kiện mình đang tổ chức, mục tiêu là cái gì. Tại vì nếu mà anh chị em viết được cái chương trình đó thì câu 16 anh chị em cũng giải quyết được luôn. Tại anh chị em sẽ giải quyết được vấn đề gọi là mục tiêu bạn đạt được, mục tiêu bạn, kết quả bạn muốn chờ đợi là cái gì. Mình viết chương trình đấy thì trong chương trình nó có mục tiêu, xong nó có chiến lược, chương trình, kế hoạch của nó, xong các phần nhỏ nhỏ, xong từ cái đấy bắt đầu mình thấy là cần cái gì ở đâu, có chi phí ở đâu là bắt đầu xuất hiện ra tiền ngay, xuất hiện ra cái gì. Sao chỉ trả tiền chi phí cho mục sư truyền giảng 3 ngày ấy, anh chị thuê mục sư nào về giảng đấy, Cường trả tiền chi phí á. Thế mà viết ở cái tiền chúc phúc cho mục sư 600 đô, thế mà trên lại viết là trả tiền chi phí cho mục sư. Đây, còn xem câu 16 của em Thủy đâu rồi. Câu 16 của em Thủy. Mục đích, tốt rồi lại mục đích hỗ trợ giáo dục chăm sóc trẻ con nhá. Trong là thoát khỏi lũ thờ vựng. Chúa theo tôn giáo nhá, đúng không? Nào, mục đích hay phết đấy, nhưng mà khó lắm đấy. Xem Thủy viết thế nào. Cái dự án, nhưng mà làm sao em lôi được cái đống trẻ con này đến học đây? Dự án của em thiếu cái phần quan trọng nhất, đó là làm sao lôi được chúng nó đến. Mà đây em cái kết quả dự án của em đó là 40 em từ độ tuổi 5 12, tức là 5 đến 12 tuổi, chúng không tự đến được với em Thủy nhá. Đặc biệt là Pastor ơi, bây giờ chị cứ đăng 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 lên giữ đây khen cái là nó tới ào ào. Pastor Cường phải phụ giữ nha. Ở cái khu vực này là bây giờ đang rất là cần người. đang nói em sẽ, nó Là không tự người đến tuổi trẻ đó người lớn. Thế mà bây giờ xem nhé, họ tới mà giờ chưa có thực hiện được đó, cái này là đã có đồ vật liệu hết, ghế bàn rồi, giờ chưa có làm thôi. cái gì cả, nó chủ yếu là cái chương trình của mình và cách nào mình lôi đến họ đến. Tại vì của em là chương trình cũng trong 3 tháng Xăng đâu khi phải mình là trẻ đâu. đến một, chứ không không phải họ đến phát họ chạy mất đâu, họ đến, họ đến họ phải họ thuyết phục vào cái chương trình đấy, họ sẽ cho con đi học 3 tháng. Cái kết quả dự án của em là cái khoảng 40 em từ độ tuổi 5 12, mà tới độ tuổi này là không tự lập được hết nhá. Thế mà mong ước của em Thủy rất là hay. Mong ước của em Thủy có nghĩa là đâu rồi, Shikarabara, trong dự án dạy dỗ giáo dục trẻ em của 4 em đầu tiên, kết quả mong đợi là gây ảnh hưởng mạnh mẽ tâm trí các em để thế hệ trẻ Việt Nam tự do thờ phụng Chúa tâm từ lẽ thật. Các em thi triển tiềm năng, các em nhận biết lẽ thật về chia sẻ trẻ mà các em đấy 52 tuổi chia sẻ được không, em có chắc chắn được không? Tại vì cái này chỉ động đến bố mẹ nó thôi thì mới làm được thôi. Tại Nhỏ vì cái hầu hết mình động, hầu hết ấy, cái chương trình của mình đấy là mình, nếu mà mình động đến trẻ con đấy, mình động trẻ con chỉ một tí thôi anh chị em ạ, mà hầu hết là động đến cha mẹ ông bà. Cái đứa trẻ con nó chỉ là vừa sự, tức là mình vẫn dạy mà chuyện này mới cộng thêm, nó như là cái mồi đấy để lôi được cả cha mẹ ông bà đến nữa. Bởi vì một đứa trẻ có đến hai người bố mẹ này, cộng thêm mới có thể là hai hoặc bốn ông bà nữa, nội ngoại nữa, nên một đứa trẻ có thể 6 người. Nên chương trình của mình nó sẽ phải động đến 6 người kia. Chứ còn thay đổi tâm trí ba đứa đứa 5 đến 7 đấy, à 5 12 thay đổi tâm trí tốt thôi, tạ ơn Chúa, nhưng mà chủ yếu thay đổi tâm trí mẹ phụ huynh của nó, của chúng thì tốt thì đúng hơn, thì phụ huynh mới chịu khó để nghe nghe đứa con nó về nó dạy mình cái gì. Từ năm 12 tuổi nó có đủ để đủ sức để nó chia sẻ lẽ thật cho cha mẹ không, em mong đợi thế không, em có khẳng định được là sao nhỉ, những đứa trẻ 5 đến 12 tuổi về chia sẻ lẽ thật cho cha mẹ không? Hai chị xong cha mẹ bảo câm mồm đi, khóc là Cái này á là cái
cái dự án này là mình chỉ có estimate là 3 tháng hay thật sự rằng là đến đến năm này qua năm nọ, giống như là Ok. mình nuôi nó. Dạ Để như thì giống như là đây kheo, phải là mình chăm sóc thôi, chỉ cho ăn xong cho ngủ, nhưng mà mình tất cả những cái chương trình luôn luôn lúc nào cũng hướng về tâm linh, về về phần đạo đức, về tâm linh. Thì em nhìn thấy khi Joseph khi còn mới có 5 tuổi thì có một câu đọc kinh thánh, thì cũng đọc cho ba nó nghe vậy, thì ba nó phải im miệng nó thôi, ba nó chỉ cứ nghe vậy thôi, thì nó cứ cứ đọc nghêu ngao ấy, tại ở nhà vậy đó, hồi lúc còn ở trong công giáo, mãi đến bây giờ cũng vậy. Ví dụ khi mà nó ngồi nó thông công với mẹ nó cái gì thì nó cũng nói với ba nó, là mai mốt á, mẹ là mục sư, con cũng là mục sư, mà mục sư của Chúa chứ. Giờ mẹ nói gì thì con nói cái đó. nên là trong cái chương trình đấy là anh chị em phải viết một cách khả thi nhá, phải tính toán mức độ khả thi của chương trình như anh chị em nhá. Cái mục tiêu của mình đấy, mình phải xếp, mình phải dự, mình phải cân đong đo đếm mà, như Chúa nói đấy, làm cái gì phải phải cân đã, phải phải tính sổ đã, ngồi xuống để xem mình có làm được không. Tại vì nếu mà bảo vệ cái dự án đấy, nếu mà ông giáo sư ông ấy lôi ra, ông lôi cái này thế nào, bạn chứng minh đi trẻ em nó đến bằng cách nào. 40, tôi chỉ nhìn thấy là 40 em từ độ tuổi 52, sau tôi nhìn xuống phía dưới này là em sẽ về chia sẻ với cha mẹ về lẽ thật này đó. Thế thì lúc đó tôi sẽ hỏi ngay, tôi thấy điều này là bất khả thi. Hiện 3 tháng tôi thấy bất khả thi luôn. Đây là kiểu như là, tất nhiên mình viết ra thì mình tin thôi, là chuyện khác thôi, nhưng mà mình phải làm cho nó thật là nó sát với thực tế vào. Tại mình chỉ chỉnh lại Rồi thôi, thì mình chỉ chỉnh lại. cái này nếu mà em dự án, nếu mà hỏi này em sẽ là cái người sẽ trình bày về cái vấn đề này. Ok, em phải chỉnh về cha mẹ đúng không? Trong cái kết quả dự án, cái kết quả dự án của em nó chỉ có gì ạ? Của em chỉ có cha mẹ, chỉ có trẻ con thôi mà. Cái dự án là 40 em đến học này, rồi cải thiện giáo dục Ở em tâm đây thì linh. có cha mẹ ở với con cái thôi, chứ ông bà cũng ít ở với nhau, ở với nhau với ông Em là với chỉ tập cha mẹ. vào đứa con thôi, chứ không có ảnh hưởng đến cha mẹ gì cả. Mà chúng ta khi chúng ta làm việc với trẻ con nhé, thì chương trình chúng ta không bao giờ động chạm trẻ con đâu anh chị em nhé, trừ trường hợp trẻ con mồ côi. Thế thôi, trừ trường hợp trẻ con mồ côi thì chúng ta phải tập trung trẻ con, bởi vì nó không có cha mẹ cả. Thế còn nếu mà tại vì đấy là logic luôn đấy anh em, đấy tư duy logic luôn đấy. Còn nếu mà chúng ta đã học đến kết quả đấy, thì kết quả kiểu gì chúng ta phải động đến cha mẹ của nó. Trẻ em, để thay đổi trẻ em là ở lứa tuổi nhỏ đấy là khó lắm anh chị em ạ. Thầy mình vẫn gọi là, nhưng mà để nó biết, nó dạy thật đấy là khó. Mình chỉ có là gieo vào thôi, gieo vào là cái chuyện là có thật, gieo là có thật, gieo hệ thống giá trị đấy là có thật. Nhưng mà để nó Mà cho Pastor Cường cho em chia sẻ cái phần này một chút, là giống như một cái đứa trẻ như Joseph á, nó ảnh hưởng là bởi vì phụ huynh, là em đó. Rồi bây giờ cái 40 đứa trẻ này mình mướn những phụ huynh khác, nó có giá trị được được đào tạo như em chưa, hay là một mình em gồng hết 40 đứa trẻ này, và chỉ Joseph là chỉ có một mình em, là một boy, là phụ huynh, là con của mình đầu tư ra nó được như vậy, và cái số lượng được bao nhiêu đứa như 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 Joseph đó, đấy. giống như em đụng vô cái việc của để mình đưa ra cái dự án thôi, nó rõ ràng thôi đó, cái dự án của mình như vậy để đụng tới người lớn, để mà mình tiếp cận với Bây giờ cái này với là không phải là một mình em gồng, mình làm là luôn luôn có đội ngũ. Bây ừ giờ nếu mà chuyển hướng thì phải bỏ, chứ chị không có thể nào chị nói là một mình em gồng, tại vì em không đã là mình bàn mướn á, mướn cho thì 40 bốn 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 người khác, giống như trong tương lai dự án 5 năm, dự án bao nhiêu ví dụ vậy đó, mình đã có cái số lượng để mình mướn người về hay như thế nào, thì thì mỗi những người cái người đó đã được đào tạo đây đấy để cho mình chưa đó, đào tạo cô giáo đó, là như mình đó, mình là người mình sẽ chủ. đùng nó. Và như thế Mình là đang đi chiến lược mà, vì thế em phải chỉnh lại về mục tiêu dự án, em mục chỉnh lại tiêu á, mục tiêu á em Thủy ạ. còn phần ok được rồi.
phải chỉnh cái dự án, thì mục tiêu của nếu Đúng em rồi, không mình đang là hoàn chỉnh tiêu cái bài dự án của mình mà. em sẽ không bảo vệ được cái dự án này, em sẽ nói người họ bảo không được, bất khả thi, vô lý. Nếu mà em tiêu khác đấy thì là chuyện khác, ảnh hưởng cha mẹ với trẻ đấy, ảnh hưởng phụ huynh đấy, Đó, trẻ rồi đấy, đó. cha mẹ về cái hệ thống giá trị nước trời như là yêu thương, như là cái gì đấy, Bày thế tỏ giá trị đó. nó khác, thực tế nó như vậy mà. Thế nên phải chỉnh lại Nếu cái mà đi đường dài là mình phải có cái đội ngũ huấn luyện những cái phụ huynh đó ra, rồi bắt đầu mình mới ra được cái dân đó. nên vì thế mà câu 15 đấy của em, và 15 và 16, 15 là như em viết như thế, khi viết ra thì là tất nhiên là được rồi nhé, viết ra thì Mình tôi có cũng thể bảo chỉnh sửa được mà, để cho nó hợp em lý, này để mình khi đứng lên mình bảo vệ cái luận án của mình. ừ. Cái câu 16 này á, là em chuyển theo là cái adopt, là có Em nghĩa là những cái đứa đứa con mà tự đợi đó, con mồ côi thì em có thiếu được được em. bây Vậy giờ cái đi, đứa những nó cái đứa hợp lý giờ hơn. chị khoan để em nói đi, là bây giờ những cái đứa con mồ côi, tại vì em nhìn thấy khách Mỹ của em á, nó adopt khoảng cỡ 10 đứa, thì nó sẽ muốn giống như là nó có cái tài khoản của chính phủ cho, rồi bây giờ nó muốn dạy và đào tạo cho những cái đứa trẻ đó như thế nào thì tùy ý muốn của nó. Và cái đứa đó đã có tiềm năng, nó đã có tiềm năng sẵn rồi, thì giống như là cho nó học ăn học mà sao mà cái thằng boy đó nó ra thành bác sĩ. Tại vì nghe bà Mỹ, bà chia sẻ là 10 đứa mà hết đã 5 5 đứa đã được giống như nó thành công, thì mình nói là nó ở thành công ngoài xã hội đi, mà nó giống như thì em mới suy nghĩ em nói ồ qua cái này là nó đã có cái tiềm năng sẵn, bây giờ chưa không chưa có người nào mà nếu mình có cái giá trị nước trời như vậy thì mình dư sức tự do để mà mình muốn đào tạo nó như thế nào theo theo cái ý muốn của mình. Nói về Thì trẻ bây mồ giờ mình sẽ nói là mình cho trẻ mồ côi vô phải không? côi đấy, nó nói thôi mà, nó là chỉ về Sẵn trẻ mồ cũng hẳn là dự án như thế này nhưng mà là trẻ mồ côi. côi, còn nếu viết em phải viết rồi là trẻ mồ côi để viết như thế, chứ không phải là trẻ mồ côi, chứ không phải là trẻ có cha mẹ được, để có cha mẹ thì phải mục tiêu phải khác, cha Trẻ mẹ mồ côi thì chưa cỡ 10 đứa đổ lại. thứ nhất là trẻ mồ côi sẽ Đó, có thể mình có chỉnh chỉnh lại được mà. có thể là dễ hơn nhé, có thể có hơn thêm một số nước Năm kiểu hoặc vậy câu chứ đấy mà mồ côi là bất cứ độ tuổi nào đó, từ từ khi mới sanh cũng có thể là mình adopt, hoặc là có khi 10 tuổi, có khi 12, tùy theo mình muốn. Mà nếu mà nó có để mà cái trung tâm đó, nó có để nó cung cấp cho mình hay không, ví dụ đủ thứ độ tuổi đó, được ở rồi đó được. cũng 17 tuổi, 18 tuổi, thì bây giờ cái độ tuổi Là tiếp tới câu em không hết thời gian rồi, anh chị em còn làm bài tập để còn tí nữa còn làm xong đó là nộp luôn bây giờ, để tôi đi 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 dịch lại, và không phải dịch mà chỉnh sửa là nộp lại cho trường nhé. Bây giờ bên Ukraine là 8 giờ sáng rồi, của 23 rồi, nên đột như nên là chỉnh, và của em Thủy nó chỉ lại dụ thuê mặt bằng của em là các thứ ở điểm B là không có đi lại đúng không, không có tiền xăng cộ đúng không, trong 3 tháng này không phải chi phí tiền đi lại đúng không, ở tại chỗ hết rồi, giáo viên này hay là giáo viên cái tiền mà chi cho họ là tiền đã đi lại rồi, đấy, người ta sẽ nhìn vào đấy, người ta sẽ xem mình thế nào mà đụng không có quảng. nhận con nuôi chứ không phải là mồ côi. Ở bên Mỹ này không có ai có mồ côi đó, nó đều có cha mẹ hết, cha mẹ nó bị đi tù thôi. Em cũng họ là quảng cáo hoặc là cái gì, vì tại vì em sẽ phải lấy mất thời gian ra để em có thể tóm được 40 đứa trẻ đấy về, thì em phải có khoản tiền đâu đó để mà thu được 40 đứa trẻ đấy về được cái trường của mình, logic mà, cũng như là khi mở được để người ta đến 100
thì cách nào đấy để mình bỏ tiền ra quảng cáo rồi nào để 40 đứa trẻ đến với cái trung tâm của em, thì trong đây là cái chi phí mà đưa đứa trẻ đến trung tâm của em, có thấy không? Nên họ nhìn thấy họ sẽ thấy điểm điểm một là bất hợp lý, coi là trong thì trong ngân sách của mình thiếu đấy, thiếu đầu tiên đấy, làm thế nào để đưa họ đến. À, cái này bây giờ chuyển qua là nhận con nuôi rồi là mình tới trung tâm mình làm giấy tờ để mình nhận Em thôi. Thì nhà nước sẽ cung cấp cho mình, nếu mình nhận khoảng bao nhiêu thì nó sẽ có cái mỗi một đứa là bao nhiêu đó. grant nó khác, còn đâu trong ngân sách nó phải rõ ra cụ thể là bằng cách nào mà mình chi phí như thế nào để đến đứa trẻ đấy nhận 40 điểm, 40 đứa trẻ là mình phải mất bao nhiêu tiền đấy để mình có thể là chi phí trong nhận đấy. Tiền đấy có thể tiền đấy không phải tiền túi của mình, tiền đấy tiền từ mình viết ngân sách dự án mà. Thì từ 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 tài trợ mà ra, hoặc là từ ABC mà ra, nhưng nó phải thể hiện ra ở trên trên ngân sách. Trend đó nó bắt ở đâu ví dụ vậy Rồi ở đâu đấy, còn đâu rồi mình nó show ra hết ở nơi này nơi kia đã bảo trợ cho mình rồi bắt đầu mình mới đưa giấy tờ vô là mình nhá. lãnh được bao nhiêu đứa về. Của chị Chi chẳng hạn, chị Chi chẳng xem là chị Chi biết là 40 người thì họ đến, nhưng họ những người là người lớn hết đúng không, cặp vợ chồng này, thế họ tự đi thì ok thì được rồi, hiểu rồi. Bởi vì họ những người này chi phí người 3 ngày tính tân, mỗi người trả 120 đô một một người, nên là chuyện họ đến đấy là họ phải trả tiền rồi, là tự đến. Nhưng để cho người để họ biết được đấy thì phải có rồi, điều Quảng tới cáo. là 300 đô rồi đấy, tức là có cái để cho biết được thông tin, biết được tức phải trả tiền để có thông tin đấy. Cũng như em Thủy đấy, phải có cái chi phí nào đó để mà có thông tin được đến 40 người kia, bằng cách nào để đưa 40 người đến với. Bây giờ mình bỏ cái chữ 40 đi, Pastor Ok thôi em tự viết đi, em viết như thế nhưng em hiểu thôi, thì em hiểu cậu, Cường. thế em Mình sửa đang lại đi. tại rồi, em đang sửa là bây giờ là chỉ có ở đó 5 đứa trẻ mồ côi thôi, giống như ở độ tuổi lớn cũng được. Ví dụ cỡ chừng 12 tuổi trở lên vậy. Hay 10 hay 1 không quan trọng em ạ, trọng là cái nhân cái tài cái gì cái chương trình của em nó cụ thể như thế và nó thể hiện ra trong ngân sách, đi lại tốn kém, làm thế nào, làm giấy tờ để đưa đứa trẻ đấy vào ra thế nào, để trẻ mồ côi này phải mất giấy tờ nữa, mất khoản để mà đưa được đứa trẻ đến trung tâm nữa cơ, chứ không phải tự dưng là bục phát đến đâu, mình phải mất chi phí nào đó, mất khoảng thời gian nào đó, lập công ty nào đó, lập cái gì đấy chẳng hạn, sẽ nhiều thứ lắm để mà đưa đứa trẻ đấy đến với mình, chứ không ai tự dưng tìm trên trời rơi một phát đứa trẻ mồ côi rơi phát xuống xong đấy, có đấy không, có mà phải một khoản tiền nào đó để đứa trẻ đến với mình được, em hiểu tôi đi Khoản tiền là sao? Tại em, vì phí nào đó để cái đứa trẻ đến với em hiểu chưa, giống như là mình ở đó không họ có, sẽ mình cũng phải bỏ bỏ coi mấy mình đó là không có bị chi tiền án phí cái tiền free sự. á. Không có tiền án tiền sự là ok, nó sẽ cung giống như là chính phủ sẽ cung cấp về cho mình cái phần về chi phí. Alo Đúng rồi, cũng được em nhưng mà làm giấy tờ thôi. Cái cách làm giấy tờ. mà để em làm giấy tờ để làm cái thứ thì em mất bao nhiêu, em phải được thể hiện đấy, em đi đến cái trung tâm đấy em mất bao nhiêu tiền, em có tính vào đấy không, để đứa trẻ đấy em lấy đứa trẻ về đến trung tâm đấy em mất bao nhiêu tiền, Mất cái tiền. tiền đấy từ trời rơi xuống rồi nhà nước cho không quan trọng, nhưng nó là mất bao nhiêu, nó đấy nó tiền đấy chứ, ngân sách nó thể hiện đấy, hiện là để đứa trẻ đến với mình như của chị Chi ấy, rõ ràng là để cái người họ biết là đến với mình ấy, là quảng cáo đấy thôi, ok thế họ đến vì vì mình mất tiền để quảng cáo mà, sau những người này họ đến họ tự nguyện ra họ trả tiền mỗi trả tiền để tĩnh tâm mà. Thì hợp lý, cái đấy hợp lý, nên nên ngân sách nó thể hiện ra được cái điểm đấy. Thế còn nếu mà mình mà viết ra này đấy mà không ngân sách thì người ta hiểu ngay là ngân sách này hỏng rồi, chương trình này không không thành công được, và chương trình này không giải quyết vấn đề đưa người, tức là hỏng ngay từ lúc đầu tiên đấy, không giải quyết vấn đề đưa người đến trung tâm, tại chưa biết dạy dỗ hay làm gì họ chưa thấy đâu cả, mà bây giờ đưa người trung tâm họ không 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 có chương trình vì không thể hiện ra trong ngân sách, không thấy đâu cả.
À, không nhìn thấy, em hiểu không? Nên vì thế mà những người có đầu óc chiến lược đấy, những nhà chiến lược đấy, họ nhìn ngân sách của mình, họ biết ngay là mình có làm được không mà. Nên các bài học mà lần trước mình học đấy, là ngân sách là viết dễ nhất, miễn làm sao mình chương trình mình tuyệt vời cơ. Chương trình mình ok hết tất cả thì ngân sách cực kỳ rất dễ viết. Xong chính vì nhìn cái ngân sách đấy, thì cái người đọc đấy họ sẽ hiểu ngay cái chương trình của mình. Hiểu ngay là cái khoản gì mà mình có, mình liên quan đến. Tại làm cái gì cũng cũng phải mất tiền mà. Cái gì cũng phải chi tiền cả. Giấy toilet cũng phải chi tiền, cái gì cũng tất cả tiền. Mình biết chi tiết ra thì biết hết tất cả các thứ. Ở đây ở đó không biết mình phải trả tiền đó. Nhiều lắm. Vâng, nên vì thế mà cái chương trình đó em phải viết ra, thế viết ra là nếu em viết chương trình đấy thì phải 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 chỉ ra được, tại đọc ngân sách nếu em muốn bảo vệ được đúng đấy thì bật câu hỏi đấy, họ sẽ đặt câu hỏi đấy. Tôi rất thiếu, thấy thiếu ngân sách của em, làm sao em đưa được cái đứa trẻ đến với trung tâm của em. Chị biết không, Mỹ mấy cô Mỹ da màu á, muốn có tiền cho nên ở đó đến cả 10 đứa kéo cả bầy tới tiệm nail Em là biết sao. alo em Thủy ơi, mình không hỏi lung tung nữa, bây giờ mình vào tập trung đến 12 giờ đêm rồi mà, để bây giờ anh chị em còn làm về tiếp, không còn còn mấy câu nữa mà, nên không không đừng có gọi là phân tán các thứ lung tung cả. Chúng ta nói thẳng một vấn đề ấy, là em Thủy thiếu câu đấy, nên cái chương trình này làm phát là họ sẽ gạt ra ngay lập tức chương trình này, bởi vì nó không thể hiện rằng làm cách nào để đưa người đến với trung tâm, tức là lúc đầu đã không có rồi. Nên rất quan trọng là nếu mình gọi thấy quảng cáo, wow, thế được rồi, họ thấy cái gì đấy, ít nhất cái gì để thể hiện là đưa người đến trung tâm. Vì thế là chương trình này là không thực hiện được, chương trình này bất khả thi vì là người chưa đến được, họ nhìn vào ngân sách họ thấy ngay là chương trình này không có người. Em thì hiểu ý không? Nên vì thế em phải viết cái số tiền để đưa người đến trung tâm là bao nhiêu, cái chi phí đấy. Chi phí giấy tờ, chi phí ABC đủ đủ các thứ đấy, xe cộ ABC thì thuê thuê luật sư, thuê ABC đủ đủ các thứ đấy, để mà đứa trẻ đến với, để mình có thể dạy được cho đứa trẻ này là bao nhiêu. Em mới viết vào trong đấy thì cái dự án đấy họ mới nhìn thấy được. Câu 16 xong rồi nhá, như thế câu 17 này. Bạn làm việc gì với tư duy chiến lược, miêu tả những điểm yếu của bạn trong tư duy chiến lược và bạn sẽ cải thiện chúng ta sao. Thì tư duy chiến lược của mình đấy, mình thứ nhất ấy, để cho hiểu được thế nào làm gì trong kế hoạch tư duy chiến lược đấy, thứ nhất mình biết được, tôi nói anh chị em ấy, thứ nhất nó có hai cái đúng không, thứ nhất về định nghĩa tư duy chiến lược là gì này, mình có 10 cái định nghĩa tư duy chiến lược đúng không, mình có 10 cái thành phần tư duy chiến lược, thì trên cái định nghĩa đấy, trên thành phần đấy thì mình mới thiếu cái chỗ nào của nó đấy, thì chính là cái phần mình cần phải làm việc, thế thôi, để mình cải thiện nó. Amen anh chị em nhé. Chứ còn viết như em Thủy như này là không hợp lý, bởi từ cái này, chứ tôi sẽ làm là cái này, là cái này, là cái này, thì sẽ họ sẽ bảo thế này thì chẳng có chiến lược gì cả, làm cái này là làm không có chiến lược, bởi vì sẽ không trả lời vào câu hỏi này là bạn sẽ làm gì với những trong kế hoạch tư duy chiến lược, miêu tả chi tiết những điểm yếu của bạn trong tư duy chiến lược, tức là họ gợi ý đấy, tức bạn sẽ làm gì với tư duy chiến lược, là bạn hãy miêu tả nó ra đi, cái điểm yếu trong tư duy chiến lược, họ gợi ý như thế đấy, và cải thiện chúng ta sao. Thì vì thế mà bạn làm gì tư chiến lược thì mình sẽ theo cái định nghĩa và theo cái 10 thành phần, anh chị em có thể làm cả hai, có thể làm cả một thôi, hoặc là làm theo định nghĩa tư duy chiến lược, hoặc là làm theo 10 thành phần tư duy chiến lược, để mình thấy mình thiếu cái phần nào, cái điểm yếu của mình mà mình nhìn thấy mình thiếu thì mình viết ra, sau đó là cách cải thiện nó thôi. Thí dụ như thành phần tư chiến lược nó có phần, thí dụ như là về về thì về gọi là hình dung tưởng tượng chẳng hạn này, thí dụ thế, thì bây giờ mình sự hình dung mình rất kém, thế bây giờ mình làm việc gì cho sự hình dung bây giờ, thì thứ nhất là mình có thể làm bằng cách nào, mình cầu nguyện suy gẫm lời Chúa, để suy gẫm lời Chúa chính là cách hình dung đấy anh chị em ạ, khi mình ngẫm ngẫm lời Chúa đấy, lập lập đấy là cách hình dung rất hay đấy, rồi liên tưởng đến những cái sự kiện, học liên tưởng đến cái sự kiện có thật trong đời sống của mình để mình hình dung ra nó, vì tư duy là mô hình hóa mà, mình đang nói là tư duy chiến lược mà dạy tư duy chiến lược tức là mô hình hóa,
phải nhớ cái định nghĩa của mà mình đã học đấy, định nghĩa của hội thánh trẻ thơ của mình ấy, đó là quá trình mô hình hóa những cái quy luật bên ngoài bằng những cái tiên đề, bằng bằng cái gọi là lẽ thật đơn giản. Thế mình đang định đấy. Nên là câu 10 đấy là em Thủy phải làm lại nhá.17. À, câu 10, xin lỗi, câu 17 nhé, câu 17 đấy. Chị Chi, thế chị Chi xem, chị Chi là chị Chi viết ra 10 điểm của thành phần tư duy chiến lược này, thì chị trong điểm đấy thì nhìn thấy những điểm yếu của chị. Em có để điểm yếu dưới Yếu dưới. những điểm yếu của tôi để cải thiện chúng. Thế điểm thế thế thì thế á, thế chị có 7 cái điểm mạnh nữa cơ, thế là chị có điểm là sự hình dung tập trung khi tương giao với Chúa để có khả năng nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Thế là sự tập trung chị ok rồi đúng không? Tại chị chỉ biết trong điểm yếu của chị biết có 3 điểm yếu, mà chị biết 7 cái điểm ở phía trên đấy, tức là 10 thành phần, chị biết là 10 thành phần tư duy chiến lược nhá, để áp dụng ABC 1 2 3 4 5 6 7 này, xong đến ba cái phía dưới này, ba cái chị làm thôi, còn 7 cái trên là chị không cần làm đúng không? Nếu như thế ông sẽ hỏi ô thế là chúc mừng chị đã hình dung và tương giao với Chúa để khả năng nhìn thấy bức tranh toàn cảnh rồi, wow tuyệt vời. Tiếp nữa, chị đã thường xuyên trong quá trình tìm tri thức mới, phát triển tương giao với thần biện luận giúp chị được hoàn thành, wow tuyệt vời, thế không cần làm nữa hả? Tuyệt vời. Thế chị có điểm yếu trong nó không? Thế những cái điểm đấy mình viết ra mình có điểm yếu không, mình sự tập trung không, mình có thường xuyên học hành tìm tri thức mới không, phát triển tương giao thần Chúa không, thần biện luận không? Tiếp nữa ba đấy là mình có vận hành tài nguyên người khác trong mục tiêu chung không, hay mình toàn lấy tài nguyên của mình thôi? Thứ tư là chuyên gia lập kế hoạch, mình có phải chuyên gia lập kế hoạch không, hay mình đang điểm yếu là mình chẳng biết lập kế hoạch nào cả, mình đang học cách lập kế hoạch đó đây. Nên là chị biết thế này, là như thế là nhìn đây là người ta tưởng là chị đang 7 điểm này tuyệt vời rồi đấy, có phải thế không chị ạ? Vâng, nên là chị phải làm lại nhá. Làm sao ạ? À? Mình phải làm, mình lấy từ những cái điểm yếu của cái 10 cái 10 cái thành phần đi chiến lược ra. Vâng, 10 cái đấy thì xem nó yếu chỗ nào, nó có không. Ví dụ như em vừa giải là thứ nhất, thành phần thứ nhất là sự tập trung hình dung, thì có thấy chưa? Chưa có. Chưa có thì mình biết như thế nào. Thế là điểm yếu của tôi, cái mục thứ nhất này là sự hình dung này. Thế điểm yếu, đây điểm yếu của tôi, chỉ biết là vì tôi không tập trung được. À, vì tôi sao? Vì tôi không hình dung nổi. Mình biết Theo trả lời dưới cái câu số 1 đó. ừ, thì trả lời đấy, nên tôi phải làm việc với nó. Là tôi phải học cách tập trung, học cách hình dung và cách suy gẫm lời Chúa, tương giao với Chúa và học suy gẫm, học hình dung. Học là suy gẫm từng câu từng chữ và suy đào từng câu từng chữ một đấy. Nghĩa của từng câu từng chữ đấy. Thì Mỗi mới hình một dung. câu, vâng, mỗi một câu là mình phải trả lời như vậy á. Vâng, với một câu mình trả lời như thế thì đấy sẽ là 10 câu. Còn nếu mà chị mà viết như thế này thì người ta sẽ tưởng rằng là 7 câu đầu là chị đã ok hết rồi, Vâng. chỉ có Có ba như điểm thôi. Vâng. vậy, chỉ mới làm được 3 câu cuối thôi, còn 7 câu đầu chị chưa làm. Nếu chị viết thế này thì người ta sẽ hiểu rằng là chị đã ok hết 7 câu đầu rồi. À, vậy là chỉ viết những cái điểm yếu thôi đúng không ạ? Vâng, điểm yếu là không, điểm yếu là cái gì, là mình không làm được đấy. Vâng, thì Đấy đó, em ý nó là cái câu này nó chỉ nói về 10 cái câu trong cái tư duy chiến lược đó, 10 cái điểm yếu của nó thôi. À. không tập trung, mình không hình dung được. Thứ hai nữa là mình không, tại thành phần của nó là, thứ hai là thường xuyên tìm quá, thường xuyên trong quá trình tìm tri thức mới, thì điểm yếu chỉ có không, chỉ có hay thường xuyên tìm quá trình tri thức mới không, không có thì đấy điểm yếu của mình đấy. Thì mình biết là tôi không thường xuyên tìm tri thức mới, thì viết bây giờ tôi phải làm gì, tôi phải thăng, tôi phải làm việc trong là bắt đầu phải sao ham học hỏi, Vâng. đọc đọc sách, tức là phải đọc sách thường xuyên thì mới tìm tri thức được. Tại vì muốn tri thức ấy phải tiếp cận tri thức thì mới có tri thức mới được. Tại vì tri thức mới nó không tự dưng nó đến đâu, mà mình tiếp cận cái tri thức cũ nào đó, xong tri thức cũ ấy nó mới kích hoạt mình lên, hiểu không ạ? Dạ, vậy là trả lời dưới cái câu mà cái 10 thành phần tư duy chiến lược, hay là mình đổi hết tất cả những từ cái câu 10 câu đó ra luôn?
Đúng, chị bây giờ chị chỉ viết thôi, nếu mà chị thấy là cả cái 7 câu này của chị là điểm yếu nhá, Vâng. chị viết luôn, chị viết là chấm này, chị viết hết sự tập trung hình dung chị tự tạo để cho bày tỏ chấm này, điểm không cần với điểm yếu là tôi chưa có sự hình dung đủ À, trả lời để luôn á. Vâng. thế luôn, đấy điểm yếu đấy, tôi đấy điểm yếu của tôi là tôi không có sự hình dung đủ để bố trí toàn cảnh, vì vậy tôi cần phải phát triển tư tưởng duy trời, phát triển bằng cách mà suy gẫm lời của Chúa và Rồi, thần câu bày, số 2. Vâng, câu số 2 tiếp tục cũng vậy luôn. cầu xin thần bày tỏ của Chúa để hình dung là sự bày thần bày tỏ, thần bày tỏ thì sẽ hình dung được. Câu thứ hai thì là thường xuyên trong quá trình tìm tri thức mới để phát triển và tương giao với thần biểu luận của Chúa giúp tôi trong việc học hành, thì chị trả lời là tôi chưa tìm thường xuyên trong việc tìm Dạ. tri thức mới, Coi như vì trả vậy lời luôn, kế cái câu đó luôn. chị đến luôn Dạ vâng, em hiểu rồi. cứ thế như thế, thành ra mình sẽ lọc sạn luôn, như thế mình đã là như là chị đi bắt 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 sâu đấy, Dạ. chị đi dừng hàng một có 10 hàng chẳng, chị đi bắt sâu một hàng nào chị tóm cổ phát triển có không, không có hay tưới nước hay là bắt sâu đấy, mình làm như thế đấy, mình làm hệ thống như thế đấy. Thì làm việc linh hồn nó sẽ như thế đấy chị ạ, Vâng. làm việc tính cách mình như thế, mình sẽ liệt kê xong thấy không có thì mình viết ra, ít nhất là viết sau đó mình hành động được, còn chưa viết ra thì chưa hành động nổi đâu, hoặc là nếu có hành động lộn xộn. Và câu 18 nhá, câu 18 là gì, câu 18 là được rồi, câu 18 là chị viết ra hạ một cái bảng đúng không, Dạ. một cái bảng đấy, một bên là thói quen xấu, đối diện là thói quen tốt, chứ không phải là em Thủy thì em Thủy viết thế nào, em Thủy thì thói quen bỏ, thói quen tốt cần có, thì đấy là không đúng theo câu trả câu hỏi của họ, câu hỏi của họ ấy, là đối diện cái thói quen xấu đấy phải viết ra thói quen tốt, nếu em kể cả trong trường hợp em không viết ra bảng được đấy thì em cũng viết theo thứ tự thói quen xấu cần bỏ 1 2 3 4, thì thói quen tốt cần có cũng phải 1 2 3 4 như thế, nếu mà em không viết được cái bảng ra đấy thì tại vì ở đây em viết là 1 2 3 4 nhưng mà thói quen tốt cần có lại 1 2 3 4 5 6, thế họ sẽ bảo thế này thì ở đâu thôi, thế nên không biết cái một nóng nảy nhiều, thì em viết là nóng nảy nhiều lúc muốn làm điều gì phải làm liền không thích chờ, xong thói quen tốt là tập trung, thế đâu nó liên quan đến chuyện này đâu, thì phải đối diện nó cái gì, có thể là hạ mình chẳng hạn này đấy, thì em viết đối diện nó là hạ mình, thứ tự em phải đặt lên trên nó hạ mình, tiếp theo là hời hợt lời nói việc làm để không khác để chậm lại, thì em phải viết là để muốn cái thói quen tốt để mà thay thế sự hời hợt là cái gì, thì phải sâu sắc, cái ngược lại là sâu sắc thì phải tập trung để có sự sâu sắc, Không, để là kiên nhẫn rồi. Kiên nhẫn cứ chờ. thì thói quen lại thôi, thì một một đối với một cái thói quen xấu đấy thì mình lọc ra cái thói quen tốt bên kia, thông thường là con người không phát hiện ra thói quen tốt mà, bởi vì là mình còn đỏ không thể nhìn thấy cụ thể được, nhưng con người cũ ấy thì nó có đống thói quen rồi, và đống thói quen xấu của nó thì bao giờ Đức Chúa Trời cũng cũng có ý tưởng của Ngài là một đống cái gợi ý của Chúa là có thói quen tốt, là nó triệt tiêu cái thói quen xấu kia được, nên vì thế mình chỉ cần nhìn cái thói quen xấu ấy, mình sẽ phát hiện ra cái thói quen tốt của mình, như phép kẻ thù ấy, kẻ thù nó bới rác mà, mình sẽ phát hiện ra cái ở xong cái đống rác, sau đống rác đó còn cái gì khác sạch hơn, nên mình không tập trung đống rác đâu, không tập trung vào khi mình nhìn khi cái cách của mình khác nhé, khi mình phát hiện con người cũ đấy, điểm xấu con người cũ đấy, là không phải để mình nhìn đấy xong cứ đuổi cửa trừ tà như mấy cái ông ABC đâu, mà là nhìn đấy con người xấu thế rồi xong mình sẽ chỉ ra cái con người tốt của mình, xong mình làm việc với cái tính cách tốt được không? Có hiểu không anh chị em? Anh chị em hiểu cách thức làm người không? Nam ơi, Nam nghe không Nam? Alo. Công nghệ làm người của mình đấy là cái con người cũ của mình đấy, cái thói quen xấu đấy là không, mình không không có vật lộn với nó đâu, vật lộn nó thì mình mau mà chết sớm, không có sức để làm đâu, mà là Kiên nhẫn thì phải cần tập trung.
ít tập trung cao thì Thấy cao chưa? chi Nhìn thói quen chi xấu của nó. Đừng vật lộn với cái thói quen xấu đó. chi Vật lộn nó làm gì? Mà hoặc có người mới. mình mới nhìn con xấu con người cũ mà. Thói quen xấu của con người cũ ấy. Thì mình nhìn từ cái nó như tấm gương đấy anh chị em ạ. Thì nhìn cái con người cũ này có con thói quen xấu đó. À thì mình nhìn ngược lại. Cái điều ngược lại. Thế thôi. Xong mình làm cái điều ngược lại. Thế là thế tự nhiên là trong quá trình làm ngược lại. Thế là mình thắng luôn cái điều xấu kia rồi. Đúng không ạ? Chứ mình vật lộn với con người cũ nữa mà mình làm con người mới, thế thôi. Nên nóng này này, nóng này ngược lại của nóng này là cái gì? Ngược lại nóng này là ôn hòa, thế thôi. Mình làm cái sự ôn hòa, sự nhu mì khiêm nhường ôn hòa đấy, đấy làm việc của sự ôn hòa. Phân tâm chẳng hạn này, thế thì ôi thế mình đừng có đấu tranh sự phân tâm làm gì, mình đấu tranh không có đấu tranh sự phân tâm gì cả. Mình chỉ là à ngược sự phân tâm đó, sự tập trung. Oh, xong mình làm việc sự tập trung, đấy là cách thức làm việc của mình đấy, của công nghệ làm người đấy anh chị em nhá, chứ không phải là ngồi cầu nguyện. Ô ta đập cái thằng quỷ hời hợt này, ta đập cái thằng quỷ nóng này, ta đập cái thằng quỷ không tập trung này, xong chắc là đập mãi luôn, chỉ đập đập xong rồi nó cứ khá 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 khá. Ừ mày đập tao rồi nhưng mà mày có làm gì để cho gì đâu, mày đập tao rồi xong mày đẩy nhà mày trống à. Nên là vì thế theo luật của Chúa là ta rủ bảy thằng nó cái khách nó đứng ở sau cửa rồi, chỉ đợi mày ngủ phát là bọn tao nhảy vào thôi. Thế là ma quỷ nó lừa được bao nhiêu cơ đốc nhân và lãnh đạo cơ đốc nhân hay đuổi quỷ đấy bằng cách đấy, tóm cổ dễ dàng, cực kỳ dễ dàng. Nên vì làm cái con người mới của mình đấy. Công cụ làm người là như thế, nên cái bảng này đấy nó gợi ý về chuyện đó đấy. Câu 19 nhá, là những công việc hoạt động nào mang lại thỏa mãn cao nhất cho bạn, chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm có 3 hình thức, tổng cộng là 9 9 hình thức đúng không, thành 3 nhóm. Thì 3 nhóm em thì viết là tâm linh, thì em viết là 1 2 3 4, thế em viết thừa rồi, họ chỉ đòi hỏi có 3 thôi mà. Câu 1 em lại 4 rồi. Câu thứ hai em lại chẳng có. Câu hai tính cách thì em có 1 thôi, em phải làm với bản thân mình trong môi trường sống hàng ngày. Thế còn 19 thức chúng ta có được 4, đấy chỉ là cái đấy, không phải cái gọi là cái hoạt động, cái hình thức hoạt động mà. Họ nói, vì thế tại sao tôi phải nói anh chị em hãy đọc câu hỏi đi, hãy làm bài tập. Làm bài tập đừng có cái gì trong đầu mình cứ viết lung tung ra, thế nào như thế là vô tổ chức mà. Tại mình không tập trung là mình cứ cứ cái gì trong đầu mình cứ nói tung tung, mình biết làm việc với tính cách của mình, làm việc với linh hồn mình, cảm xúc của mình ấy. Không phải cứ trong đầu mình có gì mình cứ viết lung tung thôi, rồi mình Chứng minh xem, chứng minh. mình phải nhìn. Ok, nhưng mình nhìn cái câu hỏi, mình trả lời câu Tại hỏi sao mà thì trong môi trường sống thì phải chứng minh ra là 50% của môi trường. không, nhưng mà mình phải trả mấy em bước chứng minh thì thoải mái, nhưng nó phải nằm trong cái câu thứ nhất, trong tính cách của em là em biết làm việc với bản thân mình trong môi trường số hàng ngày. Em chứng minh thì đây vẫn là một câu như vậy, nó chỉ có một một hoạt động thôi. Hoạt động của em biết làm việc với bản thân mình thì mới một hoạt động. Những công việc là công việc thích đấy nhá, anh chị em viết đây là anh viết là chúng ta đang nói chuyện thật thà đấy nhá. Những công việc là mình thích nhất đấy, để mà để làm gì anh chị em, mục đích của cái câu hỏi này ấy, để cho chúng ta thực hiện cái sứ mạng tiền định của mình đấy, anh chị em. Thứ nhất là kiểm tra xem đúng cái việc của mình không, thứ hai nữa là nó có cái gì nhỉ, có cái gọi là chim buồn tiếng Việt là gì, động lực, hay là motivation sẽ động lực cho mình để mình phát triển tiếp. Như là câu 2 của em Thủy là không được nhá, không được nhưng mà thiếu thiếu mất hai câu. Rồi nhóm 3 chăm sóc gia đình con cái, cái điều em thích là chăm sóc gia đình con cái, thì em phải viết là 1 2 3 là cái gì, chứ phải viết phải phải một đống này là luyện tập ghế con cái, phải chia sẻ là 2, dạy con cái là 3, đọc những thủ là 4, các con 5 cho các con đi chơi, thế là 5. Như vậy ở đây họ chỉ đòi có 5 có 3 thôi mà. Để em viết thừa chỗ này thiếu chỗ kia. Đó. Thế này tương tự cậu cậu Hiến đâu rồi, ra lệnh cho cậu Hiến không? Cậu Hiến có viết đây không Hiến? Hiến ngoan không Hiến? Phải nhìn thẳng một câu hỏi nhá. Nhìn thẳng câu hỏi mà trả lời, chứ đừng có nhìn chỗ khác. Câu hỏi đề nghị rất rõ ràng.
chia làm ba nhóm cái hoạt động mà mình thích nhất đấy. Để mình tìm hiểu, tôi thích ăn nhất này, tôi thích nấu ăn, thế viết là tôi thích nấu ăn để mình biết là cái trạng thái của mình là thế nào. Tôi thích chơi, tôi thích ngủ chẳng hạn này, chả biết. Nói chung là chị em viết ra ba cái nhóm đấy, tóm ra là... Rồi sau đến câu 20 là miêu tả cái routine của mình, cái hoạt động thường nhật của mình hàng ngày. Thì mình viết ra cái hoạt động hàng ngày đấy. Thế là cái routine này, cái routine này là cái routine về cái gì dính đến sứ mạng của mình ấy, anh chị em nhé. Chứ mà mình viết chào đại hải rằng là đánh răng, rửa mặt, quét nhà, rửa bát, tắm, giặt quần áo, gọi điện cho ông A, ông B, ông C, ông D, thế đâu. Mình chỉ viết cái gì mà dính đến cái sứ mạng của mình đấy. Thế còn cái gì mà không dính đến sứ mạng thì viết chung một cái từ nào đó. Rồi, câu 20 rồi nhé. Câu 9 là phải chỉnh lại nhé. Câu 9 thì anh chị Chi đã viết một hoạt động tâm linh, hoạt động linh hồn, hoạt động về thế bên ngoài. Được rồi, đủ 3 rồi. Câu 9 là đủ rồi. Câu 9 là có như tự routine, có thời gian. Rồi, có nội dung thời gian. Được rồi. Và thúc đẩy mình ra sao. Ok, được rồi. Vậy thôi, thế là xong rồi đấy. Thế còn cổ Hiến thế nào? Hiến, cô Hiến, Hiến trả lời cổ Hiến thế nào nhỉ? Hiến đâu rồi? Đây Hiến. Còn của Lam phải xem lại cái dự án, à cái chương trình, sau đó viết dự án theo chương trình đấy nhá. Chứ nó viết ngân sách. Ngân còn Hiến đâu rồi? Hiến. Tại sao cái dự án thì nó cái ngân sách của Hiến sơ sài thế, bởi vì chương trình của Hiến nó không có, nó thiếu rất nhiều. Thành ra là nhìn cái dự án sơ, nhìn cái ngân sách lập tức là hiểu ra ngay là cái chương trình nó chẳng có cái gì cả. Nên là cần người ta cái lập ngân sách đấy, là không chỉ là người ta viết ngân xem mình ngân sách đâu, mình viết chẳng ra đại hải của ngân sách xong đâu, mà khi nói là ngập ngân sách ấy, là cái người họ kiểm tra ngân sách họ sẽ biết là mình có viết chương trình nào không. Tức là kiểu như kiểu kiểu cái kiểu như là đây đấy, thì không biết hay là okay. Thì ngân sách họ sẽ biết chương trình của mình có không, viết càng ra bao nhiêu trang đấy không biết, nhưng chỉ nhìn ngân sách sẽ biết là có tổ chức không, có kỷ luật không, có chương trình thật sự có không. Nếu ngân sách con mới gửi hồ sơ đấy được không, hồ sơ Sao? thì ngân sách con gửi tin nhắn con hồ sơ á, hồ sơ câu được không, Tôi. từ đâu trong trong Viber con gửi tin hồ sơ. sự kiện Con tôi là là này Cường ơi, dạ. cái nhóm thứ nhất mà để mà thi dự án đó cho em vô nha. Em muốn đi trước. Em chuẩn bị hết đi rồi mình đi trước nhá. Không sao đâu, em chuẩn bị hết rồi. Em chuẩn bị trong đầu em rồi, nhưng mà về cái kỹ thuật viết thì em bị không biết là lập trình về viết cách thức đồ viết thôi. Đầu nó sẽ lộn xộn, trong đầu em sẽ lần này sẽ dịch ra dịch, dịch nghiêm túc đấy, không có dịch như lần trước là che phủ anh chị em bao nhiêu thứ đâu. Tôi nói anh chị Dạ. em đấy, anh chị em qua được bao nhiêu thứ, nhiều lúc tôi phải dịch đỡ bao nhiêu thứ. Để hy vọng anh chị em có cái đấy để anh chị em đi làm tiếp, đi làm tiếp đi, chứ bao nhiêu cái người Ukraine ấy, họ có làm được đâu, lung tung họ có bỏ học bao nhiêu chứ, thì họ không làm kịp mà. Thì họ trả thi gọi thể không được thì ABC gì nó chả biết được thế nào. Thì phải nghiêm túc thôi, thì nghiêm túc chứ. Thế là mình viết ra Và sau đó nếu mà nhìn không lấy được bằng cũng không sao, cũng thấy vui, mà lấy được bằng cũng vui. thì bằng chắc là cũng đấy thôi, nhiều kiểu gì cả đưa cho Dạ. mình quên hết. Lấy bằng hay không lấy thì không quan trọng, nhưng mà thật sự là hiểu, phải hiểu được bài là thấy vui, thấy là cảm thấy thoải thoải thỏa lòng hơn, cho em cảm thấy như vậy. Thì em Hiện phải tại viết bây giờ thì bắt đầu em mới hiểu bài rồi nè, em hiểu thì em thấy là thích rồi đó.
Rồi, em liền viết Dạ, ra. chứ còn cái vấn đề là lấy bằng hay không lấy bằng không quan trọng với em đâu. Vậy nếu hiểu được rồi thì cái bước đầu tiên em làm hoàn chỉnh cái chữ viết của mình đi, em sắp xếp lại đi. Em đang Chứ làm. đừng gọi được ở từ trong đầu em nó sẽ viết ra được. Trong Cái đó đầu là nó. một cái để mà rèn luyện cho mình đó. Đâu. Không sao. Ừ. Đó là cái tính cách đó. Đâu, mình Em viết cứ ra. ngồi chịu khó một chút xíu với lại ngồi cái bài bao nhiêu có Thì nãy thể. giờ em đang làm chị. Đó, được rồi, vậy là được rồi. Chứ còn bây giờ đưa vô đầu tiên em bảo em có hết trong đầu. Mà bây giờ những cái việc này em chưa làm. Còn nếu em nói là em đang try the best để mà em Còn làm, cái bắt tờ về gửi duyệt lại cho em. còn về ngân sách đó, thì chắc em thấy là bây giờ nó là cái nói về rent đồ này kia nữa là em phải nghiên cứu rất là nhiều luôn, em phải lấy thông tin từ những người mà người khách của em nữa, nó là một quá trình dài lắm. Không Thì cần, bây em chỉ giờ biết kiếm cái khác đi, cái nào dễ dắt cho em thôi, đâu cần bắt buộc em phải làm cái đó rất đâu, cần là phải khó. nhiều như vậy. À, Bây giờ rồi em đi kiếm một cái, em phải em kiếm một cái đơn giản thôi. đơn giản là em làm một cái tiệc sinh nhật cho con vậy thôi. Alo, không, từ từ, em thì vẫn cứ để cái đấy được, tôi có bảo em thử bỏ cái chương trình đâu, cứ Nhưng để không, đấy, em nói em phải đi về đi kiếm. không không phải đi kiếm, em chỉ việc là kiểm Không, tra không cần chi à. ít nhất anh chị em thì cũng phải biết, nó thể hiện, tôi nói anh chị em là thể hiện ở trên, người ta phải nhìn thấy cách mình thể hiện ở trên những ngân sách, thì em chỉ phải viết đấy là thuê luật sư để mà đưa đứa trẻ mồ côi này về đến này bao nhiêu tiền khoảng, thì em biết giá thành luật sư đây rồi, là một bộ hồ sơ khoảng bao nhiêu, đây là ngân sách Mình dự không làm được. dự tính, nhưng mà nó phải thể hiện ra, con số có thể là có thể sai nhưng ít nhất là họ nhìn thấy thể hiện ra con số nó gần đúng thôi, nhưng thể hiện ra là có thuê luật sư này, có làm giấy tờ này, đấy, có đi lại này, chi phí đi lại này, tại vì kiểu gì cũng phải có chi phí đi lại, không chi phí đi lại thì không thể nào là đến không ở một chỗ được, ở đây toàn bao nhiêu người từ chỗ từ chỗ kia đến cả, còn trừ trường hợp như là mình là hoạt động trên online đấy thì không còn đi lại thì không sao, nhưng mà nếu mà họ đến chỗ này mà không có chi phí đi lại thì là chi lại của họ và những công việc của mình nữa. Nếu mình đi lại, nếu mà em làm việc với bao nhiêu các luật sư, bao nhiêu người ở kia thì chắc chắn không có chi phí đi lại. Nên chỉ biết thêm đấy thôi, không Dạ. tôi đi tiền, tôi đi tiền thế thôi. Ừ, chứ tự Dạ. nhiên bây giờ bỏ ra đi tìm nó dài ngoằng mà. Nhưng những cái người mà có cái tấm lòng họ đã nuôi con nuôi là chắc chắn họ có số tiền chính phủ trợ cấp, nhưng cái khởi đầu đang nói là cái bước đầu để Để mà làm giấy đâu ra. tờ thôi. Ừ. Tại vì bây giờ mình đi xin adopt con chó mình cũng mất tiền mà, cũng chi đừng có nói là cái thứ tự của người. Đó là cái thứ tự để làm giấy tờ đó. Còn nếu mình không làm được mình mướn luật sư chứ, mà bác Sở Cường cho idea đó good rồi. Được. Nó khả thi, nó chắc chắn. Mình chỉ viết thế thôi, mình viết ngắn gọn là thủ tục thuê để về trung tâm thế thôi, còn giấy tờ một đống thì hết, nó làm trong hết rồi, luật sư thì giấy tờ tự lo hết thế thôi, là một đống, thế là thuê luật sư viết ví dụ là 2.000 cả 1.000 cả đấy, thế là Tỷ là ra 3.000, mỗi người khá 1.000. đó ít nhất mình cũng đưa ra được như vậy, xong rồi bắt đầu là viết ra được, chứ còn mình chưa có trình bày ra được mà mình nói hết ở trong đầu là không xong. Còn con cái của câu sơ, cái của câu sau sơ. Còn Thủy nữa, còn gì nữa, nói cái gì quên nhỉ, nói gì mà Shakara Chi tranh thủ phần nãy đi chi, cái mấy cái nãy giờ được đó, Parasakara tranh thủ làm liền đi rồi đưa Borisukuru qua cho phần của chi được rồi đó. còn một của một số bài hương mặc dù nộp rồi đấy, nhưng một Cũng số phải bài hương làm hả? phải viết thêm cái bảng thứ hai về dân, về dự án đấy, để cho trường hợp ông mà có hỏi mình ấy, ông mẫu dân này đông thế là sao mà làm được, thế Dạ, em biết. tại họ Vậy tranh họ thủ hôm nay luôn. Tí nữa. thì tôi không đồng ý, không chấp nhận, thì mình trả lời đâu
tất cả dự án này nó khả thi được với tôi sẽ làm, vì tôi làm từng bước một, từng bước bắt đầu từ cái dân Đúng nhỏ, rồi. án nhỏ đây này. Họ thế được chứ nếu chung ấy to đùng ấy thì họ sẽ có người họ bảo là không khả thi, nhưng mà thế mình thu nhập. Bà nào phải nói là cái tiền đấy ở đâu ra nhá, cái tiền tiền tài trợ hoặc là tiền mình thu đóng góp, cái tiền ABC đấy nó ở đâu ra, mình thắng, mình tiền đấy là do mình thắng trong cuộc thi tài trợ lấy dự án, hay là mình quyên góp từ mạnh thường quân, hay là mình trúng xổ số hay gì đấy, tự phải viết ở đấy. Tiền 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 của con hậu thánh tài trợ sao? Không, cái chuyện này hội thánh cũng tài trợ cho nam, hội thánh Houston mục sư. Tự có quả thì tối thôi. Ấy là chỉ cần gây gây số tiền là đào ra thôi đúng không? Thì tài trợ là đâu, tài trợ là tài trợ có mạnh thường quân biết thế, một tài trợ nếu mà nam thuê hội trường thì không cần đến tiền gì ạ, tiền điện tiêu thụ nữa. Sao Đã thuê hội trường rồi thì không cần đến tiền tiền tiêu thụ nữa, tiền gì tiền điện nữa, thì trong đó có tiền điện rồi mà thậm chí là thuê hội trường rồi thì trong đó nó toàn tiền dọn là vệ sinh trong đó rồi, thậm chí có thể thế tùy một số nơi. sao? Ăn nhiều thế nhỉ? 1.600. Giờ không cần tiền 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 tiền. Rồi, tức là Nam viết đấy, tiền tiền đấy từ quyên góp. Nếu mà Nam viết cái sự kiện này của Nam là sự kiện này không có nhà tài trợ ở ngoài đúng không? Hoặc là phải bỏ tiền túi, hoặc là phải quyên góp, hoặc là phải nhờ mạnh thường quân ở đó tài trợ. Còn dự án cai nghiện của xã hội, dự án chăm sóc trẻ mồ côi thì có thể lấy được từ từ nước rồi, thì từ những cái chương trình tài trợ nhà nước ấy, là có grant của nhà nước là có đấy, thì chị biết ở đây để biết ở đâu. Rồi được rồi, đã xong rồi nhá đúng không? Hiến à, xem hiến của Hiến chứ, Hiến có ghi điểm gì mà đã liệt kê một đống của Hiến rồi đấy, Hiến đã biết chưa? Hiến ơi, bác sĩ Cường ơi, bài của anh Trung ok bài Trung à? cũng phải là của chị Chi, sẽ anh Trung chị Chi gần giống nhau mà, Chính của là vậy. Dạ vậy được rồi. mục sư Hoài Hương cũng phải làm lại một tí đấy, cũng phải bổ sung những bản bằng kia đấy. Thì cái mà miêu tả chi tiết điểm yếu của bạn trong tư duy chiến lược á, là phải trả lời từng câu á, 10 câu á Hương. Đó là Hương. Điểm nào mà có rồi thì chị không cần viết nữa. Điểm nào thiếu thôi mà. Vâng, nó không, điểm nào thiếu Yếu thì thôi. Dạ. vâng, chị biết cái điểm thiếu không có thì chị biết được đấy, còn nếu không có thì thôi chị vẫn cứ để Để nó cũng được, không. nhưng mà Vâng. chị với cái đấy thì sẽ như đấy là nó lập kế hoạch rất là tổng thể trong cái đầu mình, có cái bức tranh toàn cảnh mà. Cũng như Dạ. bây giờ đi nấu ăn đi, nhưng chị biết từ từ nấu ăn cho 10, bảo nấu ăn mình sắp sửa có cỗ đấy, đi nấu ăn đi mình yêu, nhưng mà mình biết là nấu ăn cỗ cho bao nhiêu người thì lập tức là mình sẽ hoạch định là thiếu bao nhiêu, thiếu cái gì đúng không ạ? Dạ. Chứ còn nếu mình có thiếu đấy, thiếu đấy, thiếu đấy, cứ chung chung cứ gặp đâu thì chỉ đấy là thiếu, thế thì nó vô tổ chức, cái đấy nó không tư chiến lược. Tư chiến lược là nó phải cho bức tranh toàn cảnh, nó luôn luôn là phải bức tranh toàn cảnh, bức tranh toàn cảnh nhìn xa trông rộng mà. Nên vì thế mà muốn làm việc được mình phải biết là tổng thể mình cần cái gì, như như nói trong chị bảo quét nhà đấy, quét nhà chị bảo dọn nhà đi thì chị phải biết cái nhà nó có bao nhiêu phòng đúng không ạ?
chứ không phải là cứ thấy chỗ nào bẩn thì quét. Tôi cứ đi là tôi nhìn thấy bẩn thì quét. Mà mình ví dụ có 10 phòng, mình đi vào 10 cái phòng mình nhìn, chứ không phải mình đứng một chỗ mình nhìn, chỗ này bẩn thì mình quét sẽ theo mình nghĩ là xong rồi. Như thế nó vô tổ chức, nó sẽ không có cái bức tranh toàn cảnh. Thì làm việc linh hồn của mình ấy, mình phải nhìn nó sẽ cái chiến lược 10 thành phần ấy, mình biết 10 thành phần ấy là gì, hay là 10 định nhìn từ cái định nghĩa hay từng thành phần một đấy, mình xem có đủ không, đủ rồi thì ok xử lý. Nghĩa là viết những cái phần nào mình yếu hơn Vâng. mà. Dạ. Còn của hiến có cái đống nào đâu như mà mình đã đánh dấu, đánh dấu hiến phải làm đấy, đâu rồi tìm không tìm thấy. Wow. Cả cái bảng đấy nhá, anh chị em làm lại cái bảng nhá, bảng các dân đấy, Dạ. bảng chung và bảng dân đấy. À, câu hiến là gì, câu hiến là câu 9 này, chín câu học ở Chín. hiến, hiến cũng có học ở cơ quan gia đình đúng không, hiến cũng học ở HCC à, học cái gì cũng sư cũng sư hương đấy gì ở đấy là một Qua đây hiến học trường khác thế là hiến học Long nên đừng đừng có mà viết lung tung nữa. Nếu Star. không viết thì viết cái college gì đấy, một cái tên cái trường nào đấy sẽ tìm, đừng có viết lung tung cái trường này. Logic viết đấy không, đấy mình chỉ thế thôi. Làm rõ luôn cái chuyện mà mỗi năm bao nhiêu người, bao nhiêu người đấy, 5 năm Quá mà vậy là được tôi cái cả vừa mới nào được cũng vài trại này có hai chục năm tỷ liền đi tìm em biết đâu chuyện là xảy ra này ok thôi được rồi, xong rồi nhỉ, anh chị em nhỉ, còn gì nữa câu không, đầu câu đầu tiên con làm lại rồi đầu tiên con làm lại em gửi các bạn. Câu đầu tiên tôi làm câu tư duy đến được là đầu tiên, câu hỏi đầu tiên làm lại. Đang làm câu số 9, số 10, số 11, câu 11, câu 15. Mặc dù Làm là đến câu 15. mình vẫn còn nợ cái bài về internet marketing đấy, nhưng mà nói với mục sư, chắc sẽ nói với mục sư Ruslan để mà tại vì nó phối hợp với cả ông ấy, có thời gian hay không với cả mình nữa mà, để mình cứ trả trước đi, sau đó là internet marketing mình sẽ nộp sau, tại vì là nhận nộp sau bằng thì mới được nộp mà. Thì mình sẽ nói mình sẽ làm hết và sẽ nộp để mình nhận bằng. Dạ. Còn nguyên tắc của họ đấy là đáng lẽ là mình phải là nộp hết cái nợ đi thì mình mới được đi bảo vệ, các trường đều thế mà, các trường học đấy nộp hết tất nợ đã thì mới được đi bảo vệ bằng. Nhưng mà mình có thể xin được là thôi, còn là mình còn nộp nợ một tí thôi nên nộp trả bảo vệ trước, xong rồi cái nợ sót lại hoàn thành sau một chút, sau đó lấy bằng. Pastor Dạ. ở đó bốn em đào tạo cho các em theo giá trị nguyên tắc nước trời rồi rồi xong tiềm năng của em các em thi triển xong các em đi vào lãnh vực để làm vua. Thì mình chỉ là tạo mua mà. Mà tự Nghe số phận của mình. nhiên đó là cái bức tranh kết quả mình mong đợi á, mình mong muốn. Tạo vua thì lại làm vua mà. Con xạ Tại chùa được quét lá đa. vì Từ con xạ chùa chú bút ra để mà làm vua. bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thuế lại ra quét chùa. Dân nó nổi dậy, nó làm cách mạng này, thì là vua thất thế phải đi quét rác. Nhưng mà chúng ta khác, chúng ta trong vương quốc đời đời chúng ta làm cách mạng liên tục.
Với cả hiến đấy nhá, cái chuyện hiến viết tiền đô la thì gớm thế, cái sự kiện này của Tiến là mất 5 triệu 7 đô la kinh thế. Tiền tiền đó mà La Mỹ. bây giờ có phải viết bằng đô la Viết chuyển ra tiền đô la Mỹ đến Việt Nam, mới cả nếu có năm hiến viết tiền Việt Nam ấy thì phải viết tiền Việt Nam, chứ ở trên vẫn không chịu viết tiền Việt Nam, vẫn viết USD. USD tiền phải Việt Nam đồng thôi. không có gì nhỉ, không có cái sự cẩn thận trong đây cả, chú đáo hiến phải nhìn hết, viết phải viết cẩn thận, nhìn từng câu từng chữ một xem mình có hai sai đâu không, nó không logic gì cả. Mới cả copy bài của một sư Hoài Hương nhá, thấy copy bầm vào thế, copy chép cũng đúng rồi, thế xem là mục có phần copy cũng phải chỉnh sửa cái nào đấy cho nó giống cái đặc tính của mình nhé, thế copy y hệt như thế, copy cái câu đấy rồi copy luôn cả cái câu tiếng Anh à tiếng Nga vào đấy. Bài ngủ của một Du Hoài Hương tôi giúp cái phần có câu tiếng Nga đấy, bởi vì tôi viết cái từ đấy để mà sao để mà tôi cái từ đấy là khi mà tôi nói tiếng Nga với người ta dùng cái từ thuật ngữ đấy để nói với người ta để mà nói để đôi là cái từ không bị quên mất để Nhưng nói mà nếu mà nộp thì không có chữ đó mà. thì Ừ. nên là nên xóa cái từ đi thôi, xóa Vâng. không, nhưng mà viết thế thì vẫn cái từ đấy Hết từ từ. nộp có từ tiếng Nga không sao cả, Không tại vì sao. toàn Nga mà, nhưng mà tất nhiên là của mấy anh chị em thì không cần đâu, tôi chỉ cần một cái cái tiếng Nga để Đúng rồi, tôi dạ vâng. ấn thủ tục nhận con nuôi. để khi tôi dịch đấy, để dịch ra thì tôi nhớ cái từ đấy, không quên lúc mình quên mình đã cố mình lại nói theo cái cách của mình thì nào, xong rồi anh chị em làm việc đi, tôi cầu nguyện kết thúc đi này, mà tắt cái recorder đi này để em Thủy em còn nghe lại này Nam. Rồi vì sao mình bầm phốt lên được? Xong rồi post được, sau đó Không, làm từ nãy giờ rồi. Từ nãy giờ cũng làm rồi. Thì cũng... Anh Trung đi ngủ rồi sao ta? Những thì thông báo quan trọng. tí nó phải dậy là bố anh Dạ. chị về nộp. Dạ. Để mà có đi để đi nộp. Chắc kiểu là cứ vậy không? Vậy bắt buộc phải nộp tới đêm nay à? Không, dù sao nước của anh Trung thì em đã nộp cho anh Trung rồi, hai bài là của Mục sư Hoài Hương và anh Trung đã nộp rồi, Dạ, nhưng mà làm lại để bữa hôm mình là mình lại cho mình đấy, vâng. nên cần phải làm đi, Dạ. tại vì thấy anh Trung coi như là đi rồi há miệng rồi trèo leo chỗ này thì đói thì mệt, thôi thương quá, thôi tạm thời như thế che phủ cái phần tức là đi chạy chỗ kia thì dọn nhà dọn bếp thì dọn nhà thờ để cho là tôi cho đi qua đi Pastor Cường có có giúp chứ mọi người một tí không? chứ, Em này dọn nó chừng đó. à giúp dọn là hôm nay á, Dạ. hôm nay là có khuyên nhi dọn, khuyên nhi quét dọn gì đấy, còn em chỉ ra em dọn một tí thôi. Hôm qua em chui tới đêm bêm tí nóng quá, xong rồi thì hơi bị đau lưng. Thì hôm 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 lâu rồi tuần trước hôm lâu rồi bê cái bao bao thịt bao thức ăn của chó hay sao đấy, nhưng mà em cứ nghĩ nó nhẹ, em bê nó nhẹ mà em bê gọi là không cân bằng, mà tức là mình cong người này mình bê mình tưởng nó nhẹ, bê quá mình đáng lẽ mình phải dừng lại Kẹo ngay đấy để mình tỉnh cơ thể, xong mình bê lại thì mình lại cố mình bê tiếp, thế là xong bê tiếp sang kia thôi chỉ có mấy mét thôi, thế sau đó là cái dây chằng như thế nào đấy nó không có quen cầm bưng cái gì nặng nặng là hay bị không bơm bơm thì em vẫn bê nặng được, mà em bê quên em bê phải nặng cân phải cân bằng. chỉ cần cân bằng thôi mà là bê được.
chỉ cân bằng người. Nhiều lúc em bê em cần cân bằng mà em xách nặng, em bảo anh chủ là anh Hậu đưa em xách cả hai, em xách cả hai em dễ xách, Không sao, vâng. và em cân bằng chứ xách một cái thì nó lệch cái cả người đi, hai cái mình cân bằng mình còn cảm thấy dễ hơn. Nhưng mà lúc đấy mình đang đứng cân Ồ, nãy bằng. giờ em chưa có tắt nè. Ô thì vào tắt đi, cầu nguyện xong tắt đi, cầu nguyện xong tắt đi. Thôi tự nhiên mình đi nói cái chuyện gì, nói chuyện À, ABC bye bye. Dạ. sao cả, tạ ơn Chúa. Chúc phước người nghe, để người nghe cũng phải nghe mà đứng cân bằng, cân bằng đứng cân bằng mà không được tinh tướng, thấy đã mà rồi thì phải dừng lại để quay trở lại để cân bằng, chứ thấy nó lệch rồi thì đừng có mà cố gắng làm tiếp, sau đó lệch lệch bài học cho chúng ta. Amen. Tôi mời anh cầu nguyện đi rồi kết thúc. Lạy Cha yêu yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Qua những giờ chúng con được học hỏi qua thần của Ngài, chúng con biết tính toán tất cả những công việc mà Chúa giao phó cho chúng con qua những bài học, qua những công việc làm sắp tới. Xin Chúa ban thần của Ngài hướng dẫn đời sống từng anh chị em chúng con, để chúng con làm việc có trật tự, có ý thức, có được thần mưu luận của Ngài để mà dẫn dắt chúng con. Con cảm tạ lời khen Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Chúa cho nên có chúc lành Amen. ân điển của Ngài để đến trên các chị em chúng con, để chúng con thực sự đặc nhiệm của Ngài cho mọi người, vô sung sướng mà Ngài hoan hỷ cho mọi người, vui mừng mà Ngài vui thích cho, để Ngài nói rằng đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta, mọi đàn cứ nghe lời con đó, chúng thực sự hoàng hậu Ngài họ sung ái của Ngài. Amen. 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 Chúa. Rồi, chị tắt đi. Amen.